phút theo dưới chú trì, đi đứng phải nhiều, không mất cảm giác. Sau đó bệnh nhân thấy hồi hộp đánh trống ngực và khó thở. Bệnh nhân không đau ngực, không ho, không đổ mồ hôi. Nhập viện Châu Đốc. Trong ngày bệnh nhân đi tiểu bình thường, không nhìn được màu sắc nước tiểu vì bệnh nhân bị giảm thị lực nặng. Uống kém, bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị không rõ tại bệnh viện Châu Đốc trong 3 ngày, thấy triệu chứng không đổi nên tự đến khám và khám tại bệnh viện Đại học Y Dược, được chẩn đoán là suy thận mạn, chưa điều trị gì. Bệnh nhân tự nhập bệnh viện Chợ Rẫy. Ai chó? Dạ. Ai mà chó? Cái câu này là người ta không có đồng ý. Bệnh nhân tự nhập, em làm giống như là vô nhà không vườn trống thì sao mà đi tự nhập, em hiểu không? À, hồi đó giờ tôi chưa nghe câu này mà em biết là vào bệnh viện Chợ Rẫy rất là khó, không có dễ. Như vậy thì trường hợp này là như thế nào? Chưa điều trị gì, cứ nơi này chẩn đoán, nơi kia chẩn đoán, mà đã được chẩn đoán là suy thận mãn mà chưa điều trị gì, em thấy cái câu này có được không? Không. Tại vì sao? Họ đến khám bệnh viện Đại học Y Dược là họ khám có tốn tiền. Ủa? Họ khám đã tốn tiền, để họ đi ra mà không có cho thiết. Hiểu không? Vì thế nên chắc chắn là có cái toa mà người ta họ không thèm làm gì. Họ không thèm uống, hoặc là có toa nhưng chưa uống thuốc. Và như vậy mà chưa làm gì hết lại nhập Chợ Rẫy. Lạ. Tôi nghe cái chỗ này là tôi không chịu. Tại vì đem theo một cái đường mà y tế thì không bao giờ bệnh nhân được quyền làm mọi thứ. Dạ, không phải là ai muốn, ai tôi muốn vô bệnh viện tôi vô. Em hiểu ý không? Tôi muốn vô thì trừ một trường là cái gì? Cái người đó là thân nhân của một em sinh viên y khoa, thân nhân của một bác sĩ nào đó, thân nhân của một cô điều dưỡng nào đó, thì kéo vòng không đồng ý với cái đó rồi đưa vô. Tức là giống như là cái gì, là có người gửi tự nhập bệnh viện Chợ Rẫy, ai cho vô? Bệnh nhân hai là bệnh nhân khám xong rồi bệnh nhân muốn điều trị tự mình Chợ Rẫy, bệnh nhân đến khám không có, cũng không có luôn. Lý do này không hợp lý. Em đọc đi bạn, em thì suy nghĩ thử. Cái bệnh sử này tôi không có cho điểm. Bệnh sử nó không cho điểm. Nó không có rõ được một điều gì hết. Đúng không? Em suy nghĩ kìa đi. Em đọc hết cái bệnh sử đi rồi cho các bạn em suy nghĩ. Trong quá trình bệnh, triệu chứng luôn toàn thân dao động. Trong ngày, liên tục giảm khi ngủ, tăng tự nhiên, không yếu tố tự phát, triệu chứng hồi hộp khó thở, tăng giảm đồng thời với triệu chứng luôn. Bệnh nhân ăn uống kém, tiêu tiểu bình thường, không thấy thay đổi lượng nước tiểu, tiểu khoảng 1 lít một ngày, không đau đầu, không chóng mặt, không buồn nôn, không sốt, không ớn lạnh, không thấy phù. Rồi, thế thì sao? Tại sao nhập viện? Hoàn toàn không có lý do gì để nhập viện hết. Và cái thứ hai nó là gì? Em nói là bệnh nhân rung vậy đó. Giờ người này nhiêu tuổi? 51 tuổi. Tại sao rung? Mà nếu mà họ đã tin bệnh viện Chợ Rẫy thì ngay từ đầu họ đã đi thẳng lên rồi. Tại vì họ tuyến là tuyến họ có thể tham gia, có thể nhập, có thể đi khám tại bệnh viện Chợ Rẫy. Em hiểu không? Nó không hợp lý, không logic. Tôi không đồng ý. Có nghĩa là em làm bệnh án này với ai? Còn ai có thể hỏi bệnh kỹ hơn không? Hỏi một lần. Vậy ai tin em? Có em nào coi bệnh nữa không? Cái nhóm này học không chăm. Cách học thì không đúng. Mấy nhóm trước là phải 2-3 em làm một bệnh án. Là vì sao? Vì tôn trọng các bạn trong lớp. Đúng không? 2-3 em làm một cái bệnh án không có nghĩa là 2-3 em nó dở. Chỉ vì một chuyện là gì? Chỉ sợ mình làm á, mà cái số cơ hội để trình bệnh thì nó không nhiều. Đó. Số cơ hội trình bệnh thì không nhiều. Và không phải là cứ giao cho một em là được. Chứ có một đi bốn. Đi với tôi cũng khuyên là nhiều người làm một bệnh án. Là vì sao?
số buổi trình thì bị giới hạn, có muốn trình thêm cũng không được. Nếu là người họ là khiêm tốn thì sẽ nói là gì? Bạn cùng làm với mình để cho đừng sai và đừng có bị những cái lỗi vô duyên, những cái lỗi vô lý, vô cớ mà không đáng, mà bị những cái lỗi đó thì làm mất hết cả buổi học. Mất hết cả buổi học. Cô là nhóm em có làm hai dự án, nhưng mà thấy dự án của em là đầy đủ xét nghiệm thì cũng điển hình hơn. Tôi không có bao giờ mà dựa vào xét nghiệm đầy đủ mà bệnh án là, mà khoa bây giờ hiện tại đang quá tải, khoa lúc nào cũng quá tải hết đó. Nên đừng có nói là 2-3, em dùng làm bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Và kỳ rồi có em đưa tôi nói cô chọn cái xét nghiệm nào, tôi hồi nói hồi đó đến giờ không bao giờ tôi chọn bệnh án của y sáu tự chọn. Nhưng mà năm thứ tư thì sao, tôi là người chọn đúng không? Tại năm thứ tư chưa biết, chưa nắm, còn y6 là em đã phải quyết định được là bệnh án nào là em nghĩ là có thể tìm được. Không bao giờ tôi quyết cái bệnh án của y6, nó nhờ không bao giờ quyết hết. Và tất cả các nhóm đều làm được rất tốt, vì mấy em á là hay có cái chuyện là cái gì dựa vào tôi, để giống như quan tàu quan tòa đó, ngày hôm đó là cô nói đứa nào thì chỉ đứa nào đứa đó, chứ không có. Mấy em lớn rồi tự phải tự động tự giác học. Em có biết bệnh sử này con thắc mắc gì không? Tôi không cho điểm bệnh sử. Bệnh sử chiếm 30% tổng số điểm bệnh án. Bệnh sử này không có điểm. Không có điểm, tại vì sao? Nó vô duyên, vô cớ mà vô việc. Gì nữa? Nếu mà tôi muốn biết đó là lý do nhập viện bệnh nhân là khó thở thì tôi tìm hoài. Bây giờ chỗ nào là mô tả khó thở đâu, để tôi biết khó thở này là do gì. Sau đó bệnh nhân thấy hồi hộp, đánh trong ngực và khó thở hết rồi. Và nguyên một khúc đuôi tôi không thấy có cái gì khó thở hết. Ở dưới nói là hồi hộp khó thở tăng dần hết, đúng không? Em phải biết khó thở này để sau đó em giải quyết khó thở này là do gì. Do tim, khó thở này do phổi, khó thở này do giảm oxy, khó thở này do bệnh lý ở nơi nào, chứ hoàn toàn không phải là nói là khó thở. Đánh trong ngực là triệu chứng không có giá trị trong chẩn đoán bệnh lý, thường gặp nhưng không có giá trị. Và như vậy tôi không tin bệnh nhân này nhập viện vì khó thở hết, có nghĩa là em mất luôn điểm lý do nhập viện. Em cứ nghe một cái bệnh án được 10 điểm thì chưa chi em nhìn vô là ít nhất em mất 3.5 điểm, nửa điểm của lý do nhập viện đi, em còn 6.5 điểm thôi. Đọc tiếp thì tôi sẽ trừ dần nha. Cuối cùng á, là bệnh án không có bao nhiêu điểm hết á. Mà bệnh án không có bao nhiêu điểm thì em cộng với điểm hỏi nữa, bệnh án này là rồi xong. Để tỉnh, mệt, khó thở, xin hiệu mạch 85 phút. Khoan, nghe cái này nó cũng khó chịu đó. Khó thở. Đã nói khó thở là chỉ có khó thở hoặc không khó thở thôi. Khó thở là thở vào, thở ra, khó thở khó kéo, khó thở gì. Chứ hồi đó giờ tôi không có nghe ai nói khó thở ít, khó thở nhiều hết. Đúng không? Nó không có cái từ đó. Và em không thể nào nói là em chép vào trong bệnh án. Em chép được trong bệnh án. Cái gì mà người ta nói nhưng mà em không rõ là em không chép. Em được quyền mà. Cái gì em cần chứ. Em nói là em chép lại trong bệnh án là nó đều là khó thở ít, em chép lại khó thở ít là sai. Đọc tiếp đi, tôi trừ dần cho em coi. Xin hiệu mạch 84 lần một phút, huyết áp 140/80, thở 20 lần một phút, nhiệt độ 37 độ C. Rất là lạ, riêng cái huyết áp thì không có đơn vị. Trong khi đó nó lại là cái bất thường, còn tất cả những cái kia lại là cái bình thường. Kia, cái này là em chứ không có ai hết. Đánh nhanh. Đó, là tài, đánh nhanh thôi, chứ không phải tại em. Bệnh nhân đi nhờ cùng nhẹ hai chân, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ chạm, cầu quan âm tính, các cơ quan khác không ghi nhận bất thường. Diễn biến sau nhập viện. Cái này thì lại là vô duyên nữa. Cái gì mình mong đợi chỗ này? Là khám giúp nhập viện phổi có gì không? Tim có gì không? Phổi lại không có. Phổi nhưng không mà đau. Lại... Không, em cứ ghi đây đi.
thở, tôi đâu có cần hạch, tôi đâu có cần cầu bằng quang. Em hiểu ý không? Cầu bằng quang âm tính, nếu mà có cầu bằng quang có thì ghi, cầu bằng quang không có thì không có cần để mà ghi chỗ này. Em phải biết cái mà em ghi đây, tại vì sao? Tại vì ra thi em rất là ít giờ. Em hiểu ý không? Ra thi em rất là ít giờ, em chỉ có 1 tiếng rưỡi để em làm bình án. Mà cái gì em cũng ghi, thì đó, thì em không đủ giờ để em ghi. Nhưng đắc chung, khi em thi bàn tôi, em viết không được đến điều trị, đảm bảo em rớt. Em đi lại, nói năng gì hết. Đừng có nói tôi cứu vớt cái gì, em không viết được đến điều trị thì em rớt. Bệnh án của em mà chỉ viết đến phần xét nghiệm, em chỉ đọc xong xét nghiệm, đó là điểm của Y4. Em không thể nào qua Y6 được. Y6 em phải viết được đến điều trị. Vì thế cho nên nếu mà em quá tập trung, em có em nói là em phải làm rất là kỹ phần trên, rất là kỹ, rất là kỹ. Cuối cùng nha, không có đủ giờ. Không có đủ giờ mà viết được đến điều trị. Thôi, dẹp. Em cũng thi á, nhưng mà em cứ nhớ là vậy đi. Cái đó là quy định của bộ môn rồi. Không ghi được đến điều trị thì em phải học lại. Em phải đi lại rồi. Chứ đừng có nói là bệnh án em này hay. Nãy giờ em đọc cái bệnh án em hay quá, kỹ quá, em bị luận cận lâm sàng. Em bị luận cận lâm sàng nhưng mà yêu cầu của Y6 là gì? Điều trị. Em không được đến được điều trị thì làm sao mà làm được yêu cầu, thì em phải học lại, em đi lại thôi. Đọc tiếp. Diễn tiến sau nhập viện ngày 17 tháng 12. Dẹp luôn, không đọc diễn tiến. Trừ khi nào em cho tôi biết là chẩn đoán là cái gì, rồi sau đó em nói những diễn tiến những ngày sau. Chứ bây giờ chưa có ra chẩn đoán, chưa biết gì, tự nhiên nói diễn tiến sao không biết. Tiền căn từ tiền căn bản thân, đái tháo đường tiếp 2, được chẩn đoán 18 năm, điều trị thuốc không rõ, 2 năm nay tiêm insulin, sáng 18 đơn vị, tối 10 đơn vị, điều trị liên tục, kiểm tra đường huyết thường xuyên tại tỉnh, đường huyết bình thường lúc đói, 110-120 mg/100, bệnh nhân không tê, không mất cảm giác tay chân, vết thương không lâu lành, tiểu đêm nhiều năm nay khoảng 2-3 lần một đêm, không rối loạn đi tiêu, hai mắt mờ dần trong khoảng từ 3-4 năm nay. Đo các khớp ngón và lưng trên 5 năm, khám tại bệnh viện tỉnh chẩn đoán không rõ, xuất hiện triệu chứng và điều trị thuốc không thường xuyên. Khoảng 1 tháng nay bệnh nhân thấy đau mỏi nhiều, chưa khám và điều trị gì. Năm 2012, mổ mắt phải, chẩn đoán không rõ, xét nghiệm tiểu phẫu phát hiện ra tăng huyết áp 180 mg/ngày. Sau mổ mắt điều trị với thuốc co 2,5 mg/ngày, điều trị không liên tục, huyết áp cao nhất đo được là 180 mg/ngày, huyết áp bình thường là 140 mg/ngày. Bệnh nhân chưa từng có triệu chứng chóng mặt, ho mắt nhức đầu trước đây. Trước lần phẫu thuật mắt này, bệnh nhân có đo huyết áp vài lần nhưng không thấy tăng huyết áp. Lần đo gần nhất cách lần này là 6 tháng. Bệnh nhân xét nghiệm tiểu phẫu còn phát hiện ra thiếu máu cơ tim. Bệnh nhân chưa từng thấy đau ngực, nặng ngực, hồi hộp đánh trống ngực khó thở trước đây. Sau mổ mắt, bệnh nhân nghĩ là thấy thị lực không cải thiện nhiều, mắt trái mờ dần, bệnh nhân thường thấy mệt mỏi. Bệnh nhân không làm việc gì gặp cần gắng sức, ăn uống được. Không tiền căn sỏi thận, không nhiễm trùng tiểu có triệu chứng, không u, không lao, không viêm lết dạ dày tá tràng, không xuất huyết tiêu hóa, không hút thuốc lá, không uống rượu, bia, chế độ ăn ít bột đường. Tiền căn gia đình là chưa nhãn việc tuổi không? Em có ý kiến gì không chỗ này? Tiền căn em này có một cái lỗi mà nó lặp đi lặp lại từ bệnh sử đến giờ, là cái lỗi gì? Em này có một cái lỗi lặp đi lặp lại hoài từ bệnh sử đến giờ, là cái gì? Em nào có thắc mắc gì về bệnh tiền căn không? Còn mấy em không tìm ra lỗi lắm tôi nói. Thắc mắc gì về tiền căn không? Em này nếu mà nhìn vào cái bệnh án thì bây giờ là một em học sinh rất là lành. Đúng sai? Rất là lành. Có ý kiến gì không? Đúng
hỏi. Rồi. Em có ý kiến không? Cái đó không là bệnh nhân có điều trị thuốc uống không rõ mà bệnh nhân không nhớ tên, mà 2 năm gần đây là tiêm insulin, bệnh nhân biết tiêm insulin. Chính xác, câu đó là câu hợp lý đó. Tại sao? Tại insulin á, được dùng có thể nhưng vẫn là đái tháo đường tiếp 2, đúng không? Mà không kiểm soát tốt, nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc viên và hỗ trợ thêm là chích insulin, đúng không? Còn một nhóm nữa là gì? Nhưng rơi vào chống chỉ định của dùng thuốc uống nhưng phải chuyển sang thuốc viên. Câu đó nó nằm ngay góc này. Cô này lăn, cô không kỹ và những cái điều mà em ghi trong này tuôn tình. Em không có những cái lời mà em hỏi á, nó không có đủ tin cậy để mà tôi cảm giác là tôi tin được. Đọc này không tình, có nghĩa là em làm thiếu. Nhưng mà thay vì á, em sẽ nói là chỗ này em thiếu, thì em sẽ nói là gì? Tự nhiên không biết. Và em lăn là chỗ là gì? Em sẽ che những cái chỗ đó và em nói đó là bệnh nhân không biết. Tức là lỗi tại ai? Lỗi tại em ta. Nhưng mà thực tế lỗi tại ai? Chính bản thân em. Em không khai thác kỹ, không biết cách khai thác không kỹ. Và viết ra cũng không biết đường mà viết nữa. Cũng được, sáng tác. Nhiều chi tiết được gọi là gì? Âm tính. Mà gọi là âm tính này là giả tạo, tự em tạo ra, chứ chưa chắc nó đã là âm tính. Điều trị thuốc không rõ, nhưng mà bây giờ em phải nói một câu là cái gì? Dùng thuốc uống, rõ ràng, lại rất rõ ràng. Còn bây giờ em nói là bệnh nhân dùng thuốc nam, à cái đó là chuyện khác. Người ta theo dõi thì sao? 18 năm lận mà, trời ơi, 18 năm lận người ta theo dõi. Nhưng mà cuối cùng em chỉ còn có 2 năm này em nói là điều trị liên tục. Như vậy, cái 18 năm là điều trị thuốc không rõ vậy có liên tục không? Cái tôi cần là cái liên tục thì em lại không nói, đúng không? Điều trị có liên tục hay không? Thuốc không nhớ, nhưng mà đó là thuốc viên hay thuốc gì? Đó là đái tháo đường. Đái tháo đường để làm, để mình chứng minh điều gì? Là kiểm soát đường huyết ra sao. Và nếu bệnh nhân đã kiểm soát đường huyết tốt tại sao là bệnh nhân lại phải chuyển sang chích insulin? Rất là nhiều cái tại sao ở đây. Tiểu đêm nhiều năm nay, trời, cái chữ nhiều nó nghe nó khó chịu dễ sợ lắm, đúng không? Tại vì 2 năm nay đường đã ổn nên tiểu đêm chắc chắn không phải là do đường cao, đúng không? Tại một cái người đái tháo đường thì đường người ta có thể cao, đường có thể cao thì làm như đường huyết ban đêm cao, người ta sẽ bị tiểu nhiều thẩm thấu. Như vậy chi tiết tiểu đêm nó là một cái chi tiết để cho mình biết là bệnh nhân này liệu đúng là người này có đường huyết kiểm soát tốt hay không. Chứ người ta đường mà cao lên cái ta đi tiểu đêm dữ lắm. Nhưng mà em lại nói tiểu đêm nhiều năm nay, đúng cái chữ nhiều đó là khó chịu rồi, là 2 năm hay là 3 năm hay là 5 năm hay là 18 năm này hay 20 năm này, 2-3 lần một đêm. Và có một cái điểm lạ nè, là cái gì? Trong tất cả những cái câu hỏi mà khi tôi điều tra ở tại Long An, có một số em có đi tham gia, một trong những cái câu mà người ta trả lời tương đối chính xác đó là câu tiểu đêm. Tại sao? Mất ngủ. Là người ta biết liền, ta khó chịu lắm nhá, ban đêm mà dậy đi tiểu, ta có thể nói ra mình cái khoảng nào được. Chứ còn ví dụ như em hỏi bác có bị nhiễm trùng tiểu không, à cái đó chưa chắc, à chưa chắc biết ạ, à nhưng mà họ bác có tiểu đêm không, à nói rất là chính xác, và cái câu đó tương đối là chính xác. Mà lại nó rơi vào nhiều năm thì có trời mà biết. Nhưng mà nhiều năm rồi mà vẫn nhớ được là 2-3 lần một đêm, vậy là giỏi nhé, đúng không? Không có rối loạn đi tiêu hay mắc mờ dần trong 3-4 năm này, đúng không?
đau khớp các ngón, sáng tạo tình thì nó không rõ. Em cứ thấy mà đến cái phần mình muốn á, thì lúc nào cũng như là không rõ, không biết, không gì hết. Và không nói gì về điều trị. Và điều trị thì chung chung rồi, xuất hiện triệu chứng, chẩn đoán không rõ, xuất hiện triệu chứng và điều trị thuốc không thường xuyên. Chúng ta đi chừng nào đau thì mới uống thôi. Em nghĩ gì chỗ này mà em kia? Bây giờ bệnh nhân đau khớp, cắt ngón, có trời mà biết tay hay chân. Cắt ngón tay chân thì phải đi. Tức là khớp bàn ngón hay là khớp ngón. Đau mỏi mà chưa khám điều trị gì. Bây giờ em đang là bao nhiêu năm thì nghe chỗ này nó cũng còn tặng được. Cái bắt đầu qua năm 2012 sơ kỳ. Hiểu không? Đúng ra là em làm cái gì? Cách một năm. Giờ theo em mổ mắt á, thì có bao giờ bệnh nhân biết được là lý do tại sao họ đi mổ mắt không? Mổ biết chứ? Trời ơi, lại bác sĩ không giải thích rồi hả? Không chẩn đoán rồi hả? Chứ tự nhiên nói bà đi mổ đi. Hả? Đây hả? Tự nhiên cứ đi mổ hả? Mà người ta lại mờ á, là người ta, bà này á, bà lại mờ mắt. Có trời mà biết trước đó là bà mờ bao nhiêu con mắt. Mà bác sĩ chọn đi mổ mắt có một con à? Đúng không? Nó sẽ có hai cách, một là bà tự bà đi mổ, hai là bà đi mổ khi từ thiện. Giờ khám từ thiện mổ quá trời luôn. Theo em người ta mổ mắt vì gì? Hả? Sao em biết là đục thủy tinh thể? Em có cái cách nào em hỏi mà em kiểm chứng được không? Có cường không? Phải có cường không? À, hỏi là có ai nói là bác bị cường không? Đục thủy tinh thể người ta không biết, hỏi cường. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Rồi mổ xong rồi em nhìn người ta, em có biết người đó đã mổ chưa? Biết. Vừa vào đâu? Nhìn vô mắt thấy có cái thủy tinh thể. Chưa mổ thì biết. Mổ xong rồi cũng biết. Nhìn vô mắt thấy cái ánh, cái tánh lòng lòng. Một là người ta nhìn cái, nhìn con mắt á. À đúng rồi, nó có cái ánh mà của cái thủy tinh thể này. Nhiều khi nó lắc, nói nó không thể nào bằng. Còn cái thứ hai á, là sao? Là người ta không có được lắp cái thủy tinh thể mới thì người ta sẽ đeo cái kính gì 12 đô diốt phía trước dây cui à, là một cái kính phía trước cái gì cũng biết nữa đó. Mà cái gì em cũng biết, mày không biết, không biết, không biết, không biết, không biết, nguyên một cái bệnh án mà toàn là không biết, vậy thì làm cái gì? Mà em phải nói đây là bệnh án khá nhất trong các bệnh án, vậy thì cái nhóm này quá tệ. Sau mổ mắt, bây giờ xét nghiệm tiền phẫu phát hiện là 180 huyết áp, tăng huyết áp. Thì điều đó chứng tỏ là 18 năm qua chưa có cao huyết áp. 19 năm không có cao huyết áp ấy nhé. Ủa đúng không? Vậy thì cái người mà cho chích insulin á, là người đó cho chích mà không có đo huyết áp. Ở dưới là bị trước mặt trước đây bệnh nhân có đo huyết áp vài lần rồi nhưng mà không thấy tăng huyết áp, lần gần đây nhất là cách đây 6 tháng họ không phát hiện ra được tăng huyết áp. Như vậy thì em nghĩ là bệnh nhân này có biết số bao nhiêu rồi tăng huyết áp không? Em hỏi bệnh nhân sao? Bệnh nhân nói là bệnh nhân có đi đo huyết áp, khám bác sĩ nó không tăng huyết áp, bị bác bệnh nhân biết như vậy. Chi tiết này cực kỳ quan trọng. Tại sao? Cực kỳ quan trọng. Sao? Hiếm khi nào nó có tổn thương thận mà nó không có tăng huyết áp. Nếu mà nó có tổn thương thận nặng mà huyết áp nó bình thường thì coi chừng thận này là thận gì, không phải do đái tháo đường. Nó phải hỏi tăng huyết áp đàng hoàng. Em rất là lanh, em rất là chống chế, nhưng mà em phải cẩn thận. Em ra thi mà gặp một môn nổ là coi chừng em thua đó. Em thua. Tại vì sao? Tại vì tất cả các thầy cô rất là khó chịu nếu mà mấy em có thái độ không trung thực. À mấy em nói này nè, chỗ đó em quên hỏi. À, em hỏi, em ghi nhận được đến đó thôi.
chứ đừng có tự trám vô. Em đừng có tự trám vô là bệnh nhân không biết. Tại vì sao? Lúc đó là trong trường hợp đó em bị mắc hai cái lỗi lận, chứ không phải một lỗi. Hai lỗi là lỗi gì? Lỗi thứ nhất là gì? Quên hỏi. Ai cũng mắc cái cô quên. Tại có em phải có kinh nghiệm em mới hỏi được, mà trong thời gian ngắn nhất. Và em đã hỏi nhiều, em phải thuộc bài, em mới làm được một cái điều trong thời gian ngắn nhất em hỏi được đầy đủ nhất. Em không thuộc bài em làm được đâu. Đó là cái cách mà gọi là kiểm tra, mình nhìn vào đó là biết em thuộc bài hay không. Cái thứ hai, lỗi thứ hai là cái gì? Hả? Cái thứ hai là lỗi không có trung thực. Cái lỗi thứ hai nó thực ra nó còn nặng hơn cái lỗi thứ nhất. Tại vì sao? Không ai có thể toàn vẹn được. Không có ai nghĩ là em toàn vẹn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nếu mà ngay từ đầu em đã nói là cái gì? Em biết là em chưa toàn vẹn. Cái đây là cái mà em đã hỏi được, vậy thôi. Còn những phần này em không biết. Bỗng dưng người ta hiểu rằng là cái sức em đến đó, là mẹ em cố gắng em làm cho nó tròn đi. Mà thực sự là nó không có thể nó tròn được. Nó đầy phi lý trong một cái bệnh án. Lát tôi sẽ nói cho em biết, đọc sâu một cái rồi thấy xong rồi. Tiền căn này không được nhiêu điểm hết. Bây giờ thiếu máu cơ tim. Là em nói là tại vì xét nghiệm tiền phẫu phát hiện là thiếu máu cơ tim. Ủa vậy bằng cái gì? Tại vì chẩn đoán thiếu máu cơ tim có thể bằng cái gì? OCG hay là gắng sức, siêu âm hay là làm cái gì? Hay là chụp xạ hình tim. Cái chữ thiếu máu cơ tim em để chấm một cái. Cái trời còn biết xét nghiệm tiền phẫu có thiếu máu cơ tim. Vậy thì cái tiền phẫu này đi đến đâu mà nói được cái thiếu máu cơ tim? Hiểu không? Chứ còn tự nhiên các em đề một cái câu như thế này ai mà chịu? Ngồi đây ngay cả cái thầy nào mà tim mạch ngồi cũng rất là khó chịu. Tại vì sao? Lúc đó để chẩn đoán một cái cơ tim bị thiếu máu cục bộ, nó có quá nhiều xét nghiệm để em làm. Em có thể làm MSCT cũng được, em ra được thiếu máu cơ tim, đúng không? Em lấy từ chụp xạ hình cơ tim cũng được, em ra được cái vùng nó bị thiếu máu. Nhưng mà đó là những xét nghiệm là cái gì? Là no invasive, đúng không? Là không có xâm phạm. Nhưng mà em có thể chẩn đoán thiếu máu cơ tim bằng luồn catheter lên, chụp có một vùng bị thiếu máu, đúng không? À, thấy mạch máu bị tắc, hẹp. Chẩn đoán được bằng cái vùng đó. Thì em để cái này sao? Em nói ra thì nó to. Vì thế nên nếu mà là em đọc á, bạn em á, có thể nghĩ là em sẽ được điểm to như thế này. Nhưng mà không, thì tôi nhìn ra cái điểm chút xíu, tôi chỉ cho cái chừng đó rồi. Không có nhiêu điểm hết. Toàn bộ là nghi vấn hết. Em đưa ra toàn bộ là nghi vấn rất là khó. Cái người mà người ta đọc, người ta sẽ thấy là em không có đặt cái suy nghĩ ra. Rồi ở đây em nói là từng không có đau nặng ngực, hồi hộp đến trong ngực. Và trong khi đó, lần này bệnh nhân nhập viện vì hồi hộp đến trong ngực. Đúng không? Đúng lẽ em nói là ca này là tiền căn là có thiếu máu cơ tim. Bây giờ vô là nhiều máu cơ tim hả? Vô khó thở là do tim hả? Không nói được cái gì đâu. Sau khi mổ mắt, bệnh nhân nghĩ là ủa? Người này trước đó làm cái gì? Nhân viên văn phòng. Tức là trước mổ thì vẫn đi làm. Làm gì? Đánh máy hả? Hay làm gì? Bệnh nhân chị trả lời là nhân viên văn phòng mà không có nghe được. Em nghe hiểu không? Nghe được. Tức là trước khi mổ mắt á là bệnh nhân mới đi làm. Mổ xong rồi đi làm luôn. Kỳ. Tức là mổ xong rồi nó còn tệ hơn. Thì lực không cải thiện nhiều, có nghĩa là có cải thiện. Nè. Thị lực không cải thiện nhiều thì em đảo ngược lại đi, tức là thị lực có cải thiện nhất thời. Và như vậy nếu mà có cải thiện, tại sao lại không đi làm? Bệnh nhân thì mổ mắt bên phải thì không nói gì về mắt phải hết, lại nói mắt trái mờ dần. Mà người ta có một con mắt người ta cũng thấy đường dơ. Vậy tại sao em lại nói mắt trái mờ dần? Mắt phải nằm đâu? Mắt phải sáng dần, đúng không? Và mắt phải mờ dần thì cũng đâu có sao, thì vẫn làm được. Vậy thì làm sao em biết được rằng là em nói gì về con thị lực bệnh nhân bây giờ? Là khoảng cách nhìn rõ, đúng không? Chứ em đó sáng dần mờ dần vậy là nói cái gì? Thường thấy mệt mỏi, không làm việc gì cần gắng sức, vậy là sao?
cái câu này là câu gì? Tức là em viết một bệnh án rất là dài, nhưng toàn những câu không có ý nghĩa. Ăn uống được là thấy đường để ăn và uống, hay sao? Đâu có nói gì đâu. Chỗ này mổ mắt mà sao liên quan đến ăn uống được hay không được? Không cần. Thiếu gì? Cần bổ sung gì? Em qua ý kiến. Bao giờ đường huyết bệnh nhân bình thường mà bệnh nhân này kiểm soát đường không tốt không? Tại bà này ăn uống được mà. Chế độ ăn của bà là ít bột, ít đường, nhưng mà nhiều cơm. Bà ăn sao? Bệnh nhân hay là bác sĩ khuyên là ăn ít bột đường thì là bà đường với lại ăn mấy cái gạo rồi bếp chứ có ăn rau, có ăn rau. Em có tin không? Cái này toàn bộ là skill hết á. Là skill hết, tức là sao? Kỹ năng hỏi bệnh của em. Cái skill em hỏi làm sao mà em ghi này. Hồi đó giờ tôi cũng chưa nghe ai nói cái câu là chế độ ăn ít bột đường, nghe giống như em bé em mới đi nhi ăn nhiều bột nhiều đường hay nhiều gì đó. Tại vì sao? Tại vì cái đây không phải là cái người mà chế độ ăn của họ là bột, hiểu không? Cái người này là chế độ ăn của họ là gì? Cơm gạo á. Còn nếu mà em nói rõ thì em sẽ nói là chế độ ăn giảm tinh bột, à cái đó là khác ạ. Hay là chế độ ăn kiêng của người tiểu đường thì mình hiểu là bà này đã được giới thiệu. Chế độ ăn ít bột đường, nó được gì hết, ít bột đường giống như ít vậy. Chết rồi. Thiếu gì? Lá này thiếu gì? Cái gì tôi cần biết? Thiếu gì? Nhóm này lo đánh trắc nghiệm mà. Học tủ cho nhanh. Gì? Hôm nay có con không? Sanh bao nhiêu lần? Nếu mà 18 năm nay mà bị đái tháo đường thì con bà là năm nay nhiêu tuổi? Còn năm 50, bây giờ bà 51 thì 20 năm bà bị tiểu đường thì bà bị tiểu đường năm 31. Bà bị tiểu đường năm 31 là bà trẻ chứ không có già đâu. Vì cái lúc đó là bà có sanh đứa nào không? Có người con nào không? Bao nhiêu người con? À, lúc đó đôi khi nó sẽ trả lời cho các em cái câu được gọi là đái tháo đường, chẩn đoán ra làm sao. Cái người á, mà người ta làm kỹ á, mà hiểu á, là ngay đầu tiên người ta nói đây là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Bệnh nhân nói là tôi đái tháo đường tiếp 2, cái trong đầu nó liền đái tháo đường thì được rồi, sao biết là tiếp 2? Thì người ta sẽ nói thêm một câu là nhưng chưa từng được chẩn đoán hôn mê nhiễm cetoacid. À, đó, cái câu đó là cái câu học bài á. Có thể, nhưng mà nói là đã được chẩn đoán, ai là người chẩn đoán, ai chẩn đoán cho bệnh nhân, thuốc sử dụng là gì, đã từng có biến chứng gì chưa. À, nói câu đó, nghe qua là biết là người đó học bài. Học bài và hiểu là nói từng câu, câu nào ra câu đó. Như vậy bệnh án không cần nhiều, nhưng nói câu nào là người ta hiểu người đó đã nắm vấn đề và cần biết như thế nào. Chứ còn đâu nói năng gì đâu. Đau khớp, đau lưng, đau em vứt đi. Thôi tiền căn. Gọi là em có hỏi, cho em một điểm. Rồi. Đọc tiếp đi. Lần qua đến thời quan, mắt nhìn kém, không phân biệt được gương mặt, trả lời nhầm lẫn trình tự thời gian, giảm đi nhớ gần, tóc dễ gãy rồi. Tim mạch không đau ngực, thấy hồi hộp, thấy đánh trong ngực. Hô hấp, thấy khó thở, không ho, không ho khè. Tiêu hóa, không đau bụng, tiêu phân và nấu vuông, không buồn nôn, không nôn, tiết niệu. Tiểu khoảng 1 lít một ngày, tiểu không rác bút. Tiểu xong, không còn mất tiểu, không rõ màu sắc mất tiểu. Nguyên một cái phần lược các cơ quan,
ghi xấu, không cần làm kỹ, em chỉ vài dòng thôi. Những cái nào gì quan trọng, hiểu không? Nhớ nè, em nhớ là bệnh án có những cái em có cần gọi là em gọi là trả lời nhầm lẫn cái gì, cái đó coi chừng nó là thực thể mất tiêu rồi. Làm đi về mặt tri giác á, là thực thể đi phân là đóng khuôn với lại không đóng khuôn dẹp đi ra thì không cần những chi tiết quan trọng, những chi tiết mà em nghĩ đó là bình thường thôi bỏ qua một bên không cần thiết. Tại vì sao không có điểm, em có làm kỹ những chi tiết không có điểm thì em cũng không có điểm. Tại sao em không biết làm kỹ những cái phần mà người ta sẽ đánh giá cao? Ví dụ là phần gì là đánh giá cao nhất? Thực sự lý do là việc làm rất kỹ. Tại sao? Để người ta cho ban giám khảo hiểu là tôi đã đặt toàn bộ cái logic tôi để vào lập luận rồi, xem lý do tại sao cái người này phải vô việc. Nếu nó không ra được cái bệnh sử, nó không ra được lý do nhập viện thì nó cũng chẳng ra được tất cả những phần sau, đúng không? Mơ hồ lắm, cái bệnh sử này em thấy nó mơ hồ, khó thọ mà nhìn quá chẳng biết cái gì hết đó. Bây giờ coi cái em khám là gì, em khám mấy ngày sau khó thọ, coi chừng hết khó thọ rồi, không còn gì hết. Như vậy là đây là một bệnh án trình chủ yếu là cái gì? Cận lâm sàng. Tại em bệnh nhân nhập viện ngày 16, tại em khám ngày 23, là mấy ngày sau, tuần sau rồi. Em khám đi. Và sau đây thì em sẽ nói tại vì bệnh nhân chưa hết rồi, chứ không phải lỗi là em. Đọc đi. Khám bị an tĩnh, tiếp xúc tốt, mặt rõ di ấm, xem hiệu mạch 85 phút, huyết áp nằm là 150/90, huyết áp ngồi là 140/80, thở là 18 lần, nhiệt độ là 37, BMI bệnh nhân này là 27.5, không nằm đầu cao. Đơn vị của BMI là gì? Kg/mét. Tại em có hết đơn vị, nhưng mà rất là buồn cười, nó có những cái chỗ mà nó cần nữa em không có, em cứ bị bắt ngay đúng cái chỗ không có rồi. Niêm nhợt, da không dấu xuất huyết, không biết bọt máu, không sẫm, không phù, không dấu mất nước, môi không khô, lưỡi không sạch. Đúng không? Ra thi có cần ghi hết này không? Hả? Không cần gì. Em nói cho tôi, bây giờ nếu mà bệnh nhân khó thở em cần khám cái gì? Đúng không? Khám cái gì? Tĩnh mạch cổ có nổi hay không? Đó, cái câu đó là rất là quan trọng. Tại vì tôi đang coi có phải có tim hay không? Tôi coi có phổi hay không? Tôi coi có cái gì không? Lý do nhà viện bệnh nhân cho là khó thở đi. Khó thở và em nói thêm một cái là run tay chân cái gì đó, không cần biết. Sẽ là khám thần kinh rất là kỹ. Đặc biệt là thần kinh ngoại biên, cái thứ hai là khám tim phổi kỹ. Em đồng với tôi phần đó. Tất cả những phần kia em có thêm vào, tôi cũng nói coi như là máy tính của em để đây, em đốt vô thôi. Tĩnh mạch cảnh không nổi là tư thế 45 độ, tim mỏ khoan liên sườn 4, trên đường trung đoàn trái, diện đập 1-1, mạch da âm tính, tim đều rõ, không âm thổi, phổi trong. Khám thần kinh, mất cảm giác lông, ngón và bàn của chân phải, các ngón chạm trái, còn cảm giác sau, cơ xương khớp, run tứ chi đều hai bên, run khi nghỉ lẫn hoạt động, run rõ ở ngọn chi và gốc chi. Còn những phần khác thì khá bình thường. Em đọc tóm tắt đi rồi em cho. Tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nữ 51 tuổi, nhập viện lúc 19:35 ngày 16/12 vì khó thở, triệu chứng cơ năng, run cơ toàn thân, mệt mỏi, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, ăn kém, tiểu 1 lít 2 đến 24 giờ, đau nhức các khớp ngón và thắt lưng, mở mắt hai bên. Thì vậy là khám mà mấy cái khớp anh có gì không? Khớp đó, cái khớp của em nó có vấn đề gì không? Không biến dạng, chỉ nói là đau nhức. Không, bệnh nhân nói là đau nhức nhưng mà em có khám các khớp không? Tất cả các biên đỏ, ví dụ khớp bằng ngón, các khớp này có bị gì không? Là em khám đó. Anh chị nhìn thấy không có biến dạng. Em nhìn thôi chứ em mua khám. Rồi, được rồi. Quá tệ, tập tiếp đi. Triệu chứng thực thể, phù mặt và chân, niêm nhợt, run cơ toàn thân, đối xứng hai bên, rõ ở ngọn chi thân gốc chi, mất cảm giác nông, ngón và bàn của chân phải, các ngón chân trái còn cảm giác sau. Tiền căn, đái tháo đường tiếp 28 năm, mờ mắt 4-5 năm, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim 1 năm, đau khớp trên 5 năm, cơ
cái từ quan sát cũng hiểu không? Vấn đề khó thở, hồi hộp, tăng trong ngực. Hai là vấn đề thứ hai là rối loạn thần kinh cơ. Vấn đề thứ ba là đái tháo đường tiếp 2 bị tán lăng, biến chứng mạch máu, có võng mạc, bị mạch vành, tăng huyết áp và biến chứng viêm đa dây thần kinh ngoại biên. Ủa, sao biết là võng mạc? Sao biết là biến chứng đái mắt là võng mạc? Hồi nãy nói là không biết cái gì hết trơn mà chỉ biết là mờ thôi. Thì em không biết do mổ, còn đó là em. Trong trường hợp em thì đó là em nghi ngờ, em theo dõi cho em đệ này sai rồi. Em lại thêm một lần gì? Không trung thực nữa. Rồi bạn em nó nghe vậy nó nói ồ, nó đọc ngay, bắt đầu từ bệnh án, đọc vấn đề nè. Rồi em biết là cái đáy mắt người ta bị cái gì không? Cái mắt người ta bị cái gì không? Tại vì nếu em đề là biến chứng mạch máu là võng mạc rồi thì có nghĩa là gì? Là khẳng định đã có, tiếp theo thì còn làm tiếp. Còn nói là chưa rõ thì lúc này bây giờ phải làm rõ. Có hai chuyện khác nhau. Làm giống như có rồi, em biến từ không thành có, từ có thành không, có nghĩa là em không trung thực, đúng không? Bệnh án này là đặc trưng của em á. Bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim, thiếu máu cơ tim là có chắc không? Không có cái gì chắc chắn hết á. Nghe một câu đó, thiếu máu cơ tim, nhiều khi thấy có cái ST hơi trên lên trên xuống gì đó, trên ECG, không sao mà chắc được. Rồi em nói là viêm đa dây thần kinh ngoại biên mà em thấy có tê tay chân á hả, hay là cái gì? Còn rối loạn thần kinh cơ là em muốn nói cái gì đó, rung cơ á hả? Dạ, bệnh nhân này là rối loạn thần kinh cơ là ngoài cái rung cơ ra còn có yếu chi giảm cảm giác. Tại vì viêm đa dây thần kinh là giảm cảm giác rồi. Em muốn cái gì ở đó là thần kinh cơ đây? Là em muốn nói cái gì? Để nó thành là rối loạn thần kinh cơ. Dạ, cô là vì cái rối loạn thần kinh cơ này em không biết nguyên nhân là do cái đái tháo đường hay là do cái bệnh đề rung cơ hết. Tôi muốn hỏi em đó là cái gì? Tôi muốn hỏi em đó là cái gì? Các em, tôi nói em một câu đưa tôi micro. Này quá tệ, đáng quá tệ. Nhưng mà tôi nói thật với mấy em là tôi có khả năng phát hiện ra sự sáng tác của em. Tại vì em làm dở lắm. Cái này là sáng tác, bình án. Khám bệnh nhân rất là đơn sơ, làm trong thời gian chớp nhoáng ra hỏi bệnh nhân vài cái vô làm một lần và về nhà đánh máy sáng mai ngồi đại khái vậy đó thôi, không trung thực nữa. Tôi chỉ nói em một câu là cái gì, cái sức em chưa đến mức để em làm nổi cái bệnh án này, và đó là lý do mà em phải có thêm một người nữa, hai em cùng em sẽ làm nổi. Hồi đó giờ tôi chưa thấy từng thấy nhóm nào mà làm bệnh án đái tháo đường cũng như là bệnh án lupus mà một em làm. Nếu mà là bệnh án lupus thứ năm mấy em trình mà một em làm nữa mà làm không tới nơi tới chốn thì là lỗi tại các em thôi. Có nghĩa là không bao giờ một, tại vì sao? Tại vì đái tháo đường là một bệnh toàn thân, lupus là một bệnh toàn thân, mà sức em biết là ngay cả bác sĩ, một bác sĩ là không nổi. Và thường là cái gì? Là thường là phải hội chẩn với nhau để cùng làm, cùng hội chẩn với nhau để cùng nhìn được xem còn cái gì khác. Cái này là điều đáng tiếc, cái này tôi báo động với em. Nếu mà em đi nội khoa hay hoặc em đi những cái gì mà không phải nội khoa, nếu em không sửa chữa cái mà hiện tại em đang có thì trong trường hợp đó tôi đảm bảo em có thể điểm, em điểm hàng ngày cũng có thể cao. Một số em là vậy, học lý thuyết học rất là giỏi, điểm rất là cao, nhưng mà ra hàng ngày là không tốt, điểm rất cao nhưng ra hàng ngày cũng tốt. Tại sao? Tại học cái nghề này khó, em đòi hỏi phải có một sự trung thực và phải biết là gì. Cái này tôi không biết, cái này tôi không biết. Buổi sáng em, nếu mà em nghe mà tôi giải thích cho bệnh nhân thì em sẽ thấy tôi không biết anh đang bị bệnh gì. Ủa, có người sẽ nói trời ơi, cô như thế này là cô học bao nhiêu lâu rồi, tôi dạy bao nhiêu lâu mà cô cũng không biết ông này bị bệnh gì nữa. Mà thực sự tôi có biết không? Không, tôi không biết, tôi không biết. Tôi chỉ ghi nhận là ông này đang có cái suy thận đang hồi phục. Suy thận này mọi người nói tôi là suy thận tiến triển nhanh, nhưng mà tôi nghĩ đây là suy thận cấp. Tôi nghĩ đây là suy thận cấp. Tôi có bằng chứng gì không? Tôi không có bằng chứng. Và tôi nghĩ nhiều là suy thận cấp. Và tôi không loại trừ. Kết quả sinh tiết thận trước kia nó là viêm cầu thận liền, nó sẽ phải là suy thận tiến triển nhanh. Tôi nói không thể nào nó là suy thận tiến triển nhanh, tại vì diễn tiến của nó không phải. Nên tôi nghĩ ca này nó còn cái gì khác nữa. Tôi nói thẳng với người nhà tôi nói bệnh nhân, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là anh hiện tại nó đang có một cái bệnh gì nó rõ ràng, nó chưa lộ.
ủa cái này nó có ham không? Nhiều em nó gọi là sĩ diện, em hiểu không? Nó khổ cái em chưa có gì mà em còn sĩ diện như vậy. Chỉ cần một vài tháng nữa em ra là bác sĩ, em còn sĩ diện như vậy nào. Em còn sĩ diện như vậy nào. Em làm sai, không bao giờ em thừa nhận nó là sai. Và em biết là nhiều người điều dưỡng người ta rất là giỏi. Điều dưỡng thôi nha, họ rất là giỏi. Và đó là lý do mà em biết tại sao không lý do gì mà họ phân cái bệnh nào mà vô dùng tu luyện đóng đúa luôn với cái bệnh đó. Tức là bệnh khó. Ủa, em sẽ hỏi là ủa thì chúng ta hay nha, tại sao họ biết là bệnh khó mà họ đưa tu? Và có những cái phòng ấy, em vô hết suốt ngày chỉ có suy luận mãi vậy, cũng chẳng có gì hết chứ. Còn có những phòng trời ơi sao bệnh gì mà khó gì đâu, làm hoài chứ hoài, đúng không? Ủa vậy là ai mà điều dưỡng họ có nhiều xét nghiệm không? Không, không có nhiều nè. Hồi đó tôi có hồ mà tôi là nội trú, có một cái chị nói tôi bích thương vô liền, hỏi sao OAP. Ủa hồi là có phim không? Không có. Cái thuở tụi tôi làm là không có chụp được phim dễ dàng như bây giờ, đẹp chụp phim không có đâu. Và cái chị đó là điều dưỡng trưởng, mà vô một lần cái lần đó họ bảo trời sao chị hay quá nhỉ, trời ơi chị rành lắm rồi, chị ở đây là 20 mấy 30 năm rồi, cái này là chỉ có OAP thôi. Và bây giờ em bắt đầu giải thích cho người nhà đi, tự nhiên này cứu không được. Tại vì sao? Mà OAP bệnh nhân suy luận mãn sao cứu? Hồi đó đâu có chạy thận nhân tạo. Biết á. Mà cái chuyện đó là sao? Chị đó thì về hưu lâu lắm rồi. Chị đó mà khi mà trực thì mọi người đều rất là sợ trực với chị. Sợ trực với chị thì chị hay la lắm. Chị bắt ghi kệ. Bắt tự nhiên cái bệnh nhân không cần gì hết. Em ra khám bệnh nhân này. Hả? Bệnh nhân chưa có gì hết. Em ra khám. Làm việc ban đêm là nó đi rảo hết cái khoang, nó đi đầu này đầu kia, nó đi kiếm không có ai ổ bất ổn, nó đi lý nó một vòng. Hồi đó thì bệnh thì nó không có đông, em hiểu đi không? Nó đảo, nó nhít nhìn à. Nhưng mà vậy là bà đã biết rồi. Điều đó chứng tỏ là mấy em mà tay mơ là cả như không biết rồi. Liều thuốc mà em cho sai là bà đứt thờ ngoài cho liều này nữa. Em đã cho liều sai. Hỏi, nói thẳng với bạn mình á. Mà thực sự là sao? Tại vì không phải là vì họ học không có, họ quen là theo đó, rất là học nghề, rất là học nghề. Em hiểu không? Cứ nhìn hoài một cái gì đó, từ từ họ quen. Thế tự nhiên nó đang nhìn hoài, cái tự nhiên cứ có một cái gì lạ, biết liền đó. Một cái liều thuốc lạ là biết liền. Vì thế nên nếu mà em vừa mới ra mà em, ví dụ như em nói, em quên. Còn có em thì sao? Ai là người ra đi lịch rồi đó? À, em nói câu đó đó. Ai là người ra đi lịch này? Tôi là bác sĩ, chị có biết chị là điều dưỡng không? Chị chỉ có nhiệm vụ thực hiện y lệnh mà không được quyền cãi lại y lệnh. Ủa có không? Đó, tôi bao giờ nói một chuyện đâu. Mà đó là vì cái gì? Sĩ diện. Mà phải biết nhún nhường, mà phải học hoài. Và em biết là những cái ông mà ông tổ em mà cứ phải đi gặp những cái ông tổ sư đi, tức là những cái ông giáo sư đầu ngành về Phật, ví dụ như em biết là cái cuốn mà được gọi là Bible, tức là The Kidney của Brenner mà. Em tự hỏi ông một cái câu nào đó mà ông không biết đâu, ông sẽ nhìn thẳng vào em tôi không biết, nói một cách rất là lạnh lùng. Nếu mà em xin thì hãy đi đọc đi rồi nói lại cho tôi nghe. Tại vì sao? Em sẽ biết rằng là không ai có thể biết hết mọi thứ. Và chính vì không ai có thể biết hết mọi thứ, chính vì thế cho nên thà em nói là em biết. Chỗ này em khai thác chưa được, chỉ đến đó rồi thì nó còn ra. Chứ còn một cái gì cũng đó. Tại bệnh nhân không biết đó. Em có hỏi rồi. Tại con khác không có được. Nguyên một cái bệnh án này là một cái bệnh án không có, tôi đánh giá là không trung thực. Còn một cái chi tiết không thể mà tựa vào đây để mà bình cái bệnh án được. Bây giờ em nói là chẩn đoán này, em đọc sơ lên. Rồi bây giờ đọc vấn đề, em nghe này. Vấn đề là khó thở, hồi hộp đánh trong ngực. Thì tôi nói là khó thở thôi, cũng hồi hộp đánh trong ngực. Đó là triệu chứng cơ năng. Rối loạn thần kinh cơ, tôi cũng đồng ý. Là tại vì thà nó rung cơ toàn thân, tôi còn chịu hơn.
cái chất là rối loạn đó, rung cơ đó là do thần kinh không? Chưa chắc. Rung cơ đó là do cơ không? Cũng không biết nữa. Thì Hà mình nói là rung cơ toàn thân. Còn đây trước mặt em hộp đồng là chỉ có ai về thần kinh, đâu có ai yêu cầu em phải nói đúng là cái từ đó đâu. Nhưng mà tự dưng em nói rối loạn thần kinh cơ, nghe nó có nhiều lớp, nó giống như cái câu mà rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa từ trên xuống dưới, không biết là cái chỗ nào. Nhưng mà nếu em đề là gì, tôi chạy cấp à, thì người ta chịu, đúng không? Người ta hiểu là triệu chứng gây ra như vậy tại rối loạn tiêu hóa. Em nói chung 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 quá đi mà lá những biện luận, không biết làm sao mà biện luận. Đấy, nó đường tiếp 2 thì đồng ý, nó đến đó thôi là được. Còn bây giờ hỏi những cái kia có phải là biến chứng của đái tháo đường nữa, có trời mà biết. Tại vì nãy giờ mình thấy thông tin là gì, đường huyết kiểm soát tốt, đúng không? Thì cái câu đó lại câu phi lý, tại vì đường huyết kiểm soát tốt mà làm sao mà có biến chứng mãn. Biến chứng mãn là một biến chứng xảy ra do đường không kiểm soát tốt. Nhưng mà hỏi lại đường có kiểm soát tốt không, thì ở trong tiền căn thì em phải nói là gì, điều trị thuốc gì không rõ. Mà cái mà mình muốn biết là gì, tôi chỉ cần biết đường có ổn không. Như vậy hỏi một câu, có ai không uống thuốc mà đường lại ổn không? Tại sao đường không có, nên không thể nào nói là tôi nói cái thứ kiện uống thuốc không đều mà uống thuốc đều để thay thế cho cái mà tôi muốn biết là đường có ổn hay không ổn, đúng không? Em có thể nói là bệnh nhân tăng huyết áp điều trị thuốc không thường xuyên, em chỉ biết đó là người điều trị thuốc không thường xuyên. Nhưng mà cái đó nó có đồng nghĩa là huyết áp không kiểm soát tốt không? Em làm cái trò gián tiếp thì không có lợi gì hết á. Thậm chí người đó, tăng huyết áp không chữa gì cả, không uống thuốc gì cả. Nhưng mà người ta đã nói là khuyến cáo ở mọi bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân tăng huyết áp là phải sử dụng chế độ không ngừng thuốc, thay đổi lối sống. Bây giờ người ta khuyên là thay đổi lối sống là hàng đầu. Như vậy nếu người đó làm sao tập thể lực mỗi ngày, đúng không? Chế độ ăn kiêng giảm muối, cái đó là quan trọng. Nếu mà em nói là tăng huyết áp, chế độ ăn kiêng giảm muối, chế độ giảm cân, bỏ hút thuốc lá, bỏ rượu, đúng không? Cân bằng hết, giảm stress, tất cả mọi thứ, kiểm soát đường huyết tốt. Nếu mà em làm hết tất cả mọi thứ, có việc gì mà phải dùng thuốc hạ không? Như vậy làm sao em nói được là người này huyết áp kiểm soát tốt? Bằng số huyết áp của họ. Làm sao em biết người này đường huyết kiểm soát tốt? Đường huyết đỏ. Làm sao em biết người này hội chứng thận hư được kiểm soát tốt? Bộ tiêu nhiễm âm tính. Ủa đúng không? Vậy thì lấy gì làm chẩn đoán đấy không được? Có phải là uống thuốc hay không uống thuốc là có nghĩa là chẩn đoán đấy có được không? Cái đó là bằng chứng gián tiếp thêm. Tại sao lại phải dùng cái gián tiếp để nói một cái, tức là em lấy em muốn á, thì lúc nào em muốn cái căn, đúng không? Em muốn là em muốn điểm điểm thiền là điểm cao, em muốn vàng thì mà em đưa ra toàn đồng chì mà em nói là em cái này là vàng, không sao được. Cái bằng chứng để chứng minh là đường huyết kiểm soát tốt có nghĩa là cái định nghĩa của nó để chứng minh là đường huyết cao bây giờ nó hết rồi, hiểu không? Để chẩn đoán một bệnh tôi dựa vào định nghĩa, để nói một bệnh kiểm soát tốt thì tôi nói là cái mục tiêu nó không còn cao giống như cái định nghĩa. Cái đó là cái kia. Để chẩn đoán một bệnh nhân suy tim dựa vào cái gì thì em dùng cái định nghĩa đó, em nói bây giờ đó là tiêu chuẩn để chẩn đoán. Bây giờ tôi dùng cái tiêu chuẩn chẩn đoán để tôi theo dõi, đúng không? Chỉ có cái cách đó là hay nhất. Và tôi thấy bệnh nhân đã biến mất tiêu chuẩn. Đó là nguyên tắc chung. Chứ ai lại đi lấy cái điều trị hay không điều trị để nói là người này kiểm soát tốt hay không kiểm soát tốt, là tự dưng cái ác một cái nói là biến chứng. Biến chứng. Như vậy là mọi người mờ mắt, mọi người đái tháo đường mờ mắt đều là do biến chứng bóng mặt. Mọi người đái tháo đường mà bị tê chân đều là do biến chứng bóng mặt. Như vậy có ăn tê chân mà không do đái tháo đường không? Có. Mọi người bị bệnh thận trên bệnh nhân đái tháo đường là do biến chứng thận. Sai. Câu đó là câu sai kinh khủng. Vì đái tháo đường là một bệnh quá dài, nó kéo dài suốt đời.
thì thế thì một người đáy tháo đường họ có thể bị một cái bệnh thận hoàn toàn không do đáy tháo đường, đúng không? Tỷ lệ nó có thể 30%, có thể hơn, nhiều hơn, tùy theo một cái bệnh sử mình hỏi. Và em biết là bệnh thận do đáy tháo đường muốn chẩn đoán là hay nhất và rõ nhất, người ta nói là gì, chẩn đoán một bệnh thận hoặc là thận đoán một biến chứng do đáy tháo đường chủ yếu bằng họ nghe mất đi, không nói được gì hết, nên hoàn toàn không nói được là đường huyết có kiểm soát được tốt không, không có biết được kiểm soát được tốt. Thì theo nguyên tắc người ta nói là gì, biến chứng cấp của đáy tháo đường là chuyện khác, nhưng biến chứng mãn của đáy tháo đường, đây là một biến chứng đó xảy ra trong nhiều năm mà bệnh nhân không kiểm soát được huyết tốt, nó có điều kiện, hiểu ý không, điều kiện để xuất hiện biến chứng mãn. Rồi nếu mà có biến chứng mãn thì lúc đó em mới chia là biến chứng này là mạch máu lớn hay nặng hơn, đúng không? Điều đó chứng tỏ là em sẽ không xét gì đến biến chứng nếu em đã có bằng chứng người này đường huyết kiểm soát tốt. Thế nên một cái bệnh án này là vô lý, hoàn toàn vô lý, nghe đến đây là nghe không hợp lý nữa. Còn cái gì nữa, để em nói là bây giờ cái người này, em không biết người này kiểm soát đường tốt hay không thì thôi, thì em nói là em không biết. Bây giờ hỏi một câu hồi nãy tôi lặp lại, có bao giờ đường huyết mà bệnh nhân mỗi, ở đây bệnh nhân này được xét nghiệm đường huyết mỗi khi đến tỉnh, có bao giờ đường huyết này bình thường nhưng mà thực sự đường huyết bệnh nhân không kiểm soát tốt? Sao? Tại sao? Em? Thưa cô, là những lúc mà mình đo bệnh tỳ thì cái đường huyết nó còn trăm cái khoảng gì những ngày đo mà không có kiểm soát được. Nhưng mà làm sao em chứng minh được cái điều đó kìa? HbA1c. Đúng rồi. Cái câu lúc đó là không phải là cái câu đường huyết. Thậm chí bệnh nhân có thể làm cho đường huyết họ hạ, đúng không? Đây là cái kinh nghiệm của cái người 18 năm. Ủa đúng không? Chứ cái người mới 1 năm, 2 năm chưa biết kinh nghiệm đó. Cái người 18 năm, bây giờ tôi nói em là họ muốn ăn kẹo sô-cô-la, họ làm cách nào? Mà thậm chí họ còn, bác sĩ còn nói, ăn giùm đi, please, please, ăn giùm tôi cục kẹo này đi. Bằng cách nào? Vậy là họ phải tìm cách làm cho họ bị hạ đường huyết. Theo em họ có biết không? Biết chứ. Hoặc là nếu họ đang chích insulin thì họ tăng liều insulin lên. Mà cái bà này mà mắt nó mờ mà bà lại chích mà bà lại nhớ được mười mấy đơn vị, nó là chuyện lạ. Nghĩa là em phải hỏi nữa là gì? Ai là người chích thuốc? Ai? Con của bà. Vậy con của bà làm cái gì? Thì bà này có con đàng hoàng nha, mà thiếu para. Tại sao? Để nói với em một câu. Nó có một cái chuyện nó xảy ra, có ai nghĩ đến là tiếng chứ. Mà từ lần có từ lần đó tôi mới hỏi cái bà này á, thì bà nói là sao? Bà chích insulin. Bà chích insulin, mắt bà thì rõ, nhưng mà mỗi một lần đến chỉ cần là nói cái chuyện mà thử máu là bà đã sợ kinh khủng. Tôi vậy ai là người chích? Tôi chích, đúng không? Cái người nào mà tự họ chích họ thì họ có sợ kinh không? Không. Nhưng mà bà này rất là sợ mỗi lần nói đến thử máu. Thì ngay tức khắc tôi nói là gì? Bà không phải là người chích. Thì ngay tức khắc bà là sao? Sao bác sĩ biết? Nhưng mà nó giữ cho nó hề hiền đâu. Tự nhiên là mười mấy năm kinh nghiệm đối phó với bác sĩ. Còn ngay cái khác lần ra nó không, chắc chắn bà không phải là người chích. Bây giờ bà nói thật cho tôi đi. Tôi nghĩ là cái người này chích á, mà nó không hợp lý. Thế xong rồi bà mới nói là sao? Đúng, không phải tôi. Nói lại là ai là người chích? Thế cô điều dưỡng. Vậy thì là tiêu chuẩn vàng rồi, đúng không? Tiêu chuẩn vàng là cô điều dưỡng. Cô điều dưỡng này ở đâu? Lần đất tôi hỏi bệnh mà đến nỗi những người, các em xung quanh đều ngạc nhiên, tại sao tôi moi. Em không biết tôi không moi, tôi moi đến đâu kìa. Nó là cô điều dưỡng. Hỏi cô điều dưỡng này ở đâu? Cô điều dưỡng này đang nằm cho cái bệnh viện quận ở gần nhà tôi. Thì nó mới nói vậy thì mình biết vậy thôi. Nhiều khi đâu biết đâu. Thế nên, ủa vậy hả? Vậy cô điều dưỡng này có còn làm không? Có, cô còn làm. Cô có phải đi trực không? Có, cô phải đi trực. Vậy thì cái ngày cô trực ai chứ?
Ủa thì nó ra cái gì? Tại cái gì nó cũng đúng hết mà tự dưng tại sao bà này lại đường cao? Mà anh lúc nào cũng đúng. Hỏi cái anh kia nhiều, anh kia nó đọc những cái sớ vậy đó. Nhưng mà nó lâu không ăn kìa. Cái xong rồi người con kế bên cười. Em hiểu ý tôi nói không? Tại vì họ họ có người họ vì cái được gọi là cái gì? Họ có muốn chữa bệnh họ không? Hay là họ muốn che giấu? Và vì không phải là họ thích che giấu đâu, nhưng mà vì họ muốn bác sĩ nhẹ nhàng, không ai muốn nặng hết, họ muốn bác sĩ nhẹ nhàng với họ, đúng không? Vì thế cho nên có người có hôm em biết tôi nhìn bà giữ thiếu nước tiểu. Hả? Sao bác sĩ biết? Không biết, tôi biết là bà giữ thiếu nước tiểu. Hôm qua có đi đâu chơi không? Có. Tôi có tiểu ra ngoài mấy lần. Mà sao bác sĩ biết vậy? Tôi gắn camera kế bên bà. Tuy nhiên là có rất là nhiều cách để mình hiểu, nhưng mà đôi khi đó là cái mà tôi nói với em là em phải có một cái, một cái mà khi mà tôi nhỏ tôi rất ghét là bác sĩ. Khi mà tôi nhỏ xíu tôi rất ghét, tôi ghét đến độ mà tôi phải nói một câu với bố mẹ tôi là cái gì tôi muốn ăn để cho tôi khỏe, để cho tôi không phải đi gặp bác sĩ. Đó là cái gì? Giữ bác sĩ nào giữ đâu, đi bác sĩ Nhi, bác sĩ Nhi cho kẹo ăn. Cái gì? Ánh mắt soi môi. Cái ánh mắt nhìn giống như là thấu tim. Nhìn vô một cái, hỏi vài câu rồi trời ơi, trúng vô đó rồi. Và rất là sợ cái ánh mắt nhìn. Và đôi khi lâu lâu chỉ cần nó giống như roi vô một cái biết liền cái người này là sao, phải nói chuyện với người đó như thế nào. Và đó là lý do mà em sẽ hiểu là cái đó là em không thể nào lật sách ra mà được. Cái ánh mắt em đối lật sách ra được. Em lật sách em có học bao nhiêu em cũng không có được cái đó. Và chỉ có khi nào hàng ngày em bị tập trung để ý vào. Và cuối cùng là mình, người ta không bao giờ nói với mình đó là đường người ta không kiểm soát tốt. Người ta không bao giờ nói với mình là cái án người ta kiểm soát tốt. Và đã có những người là để ngày mai đường cho nó tốt thì tối hôm nay không làm. Đúng không? Tối hôm nay hoàn toàn không làm. Sáng ngày mai đường tốt. Và họ biết là đường mà tốt bác sĩ không tăng liều thuốc. Đúng không? Bác sĩ không tăng liều thuốc, họ không phải tốn tiền. Và đôi khi phải hiểu là chỉ vì là chi phí điều trị cao nên họ chấp nhận như vậy. Và trước mắt là họ thấy là gì? Và mọi thứ là ổn, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà ban đêm vẫn đi tiểu. Là mà huyết áp thì không cao. Là không? Đường thì không cao. Là nếu mà em biện luận thì em sẽ hỏi là ủa vậy thì ban ngày có uống nước nhiều không? Nó cũng có uống nước vậy đó, đại khái truy ra để hỏi tại sao ra cái tiểu đêm này. Mỗi lần đi tiểu đêm là có tiểu nhiều không? Nếu mà ban đêm mà đi tiểu nhiều, đôi khi là triệu chứng mở đầu của suy tim, triệu chứng mở đầu của tăng huyết áp, triệu chứng mở đầu của đường huyết không kiểm soát tốt, rất là nhiều. Chứ đừng có nói là đi tiểu đêm nó là một, đi tiểu đêm mà ban đêm đi tiểu nhiều lần đó là triệu chứng của rất là nhiều bệnh. Thậm chí em nghĩ cái đó là do suy thận, chứ chắc là suy thận. Mà cũng có thể mở đầu của suy thận nó sẽ là đi tiểu đêm để em thấy. Chính vì thế này em cứ gợi ra một triệu chứng mà em không có chuyện nắm để em khai thác điều ấy, và em không nhìn thấy được một cái bệnh của bệnh nhân trong cả một cái tổng thể để em hiểu cái nào là chính, cái nào là phụ. Mà đôi khi em phải hiểu được rằng gần đây bệnh nhân bị rung tay rung chân này nè, cái rung tay rung chân này là do cái gì, nó có phải do thuốc men. Từ vấn đề đến đây em lại đặt là suy thận mãn đó, hoặc là con trang suy thận mãn đau nhức khớp ngón và thắt lưng. Cái đau nhức khớp này nếu mà bệnh nhân đã có từ lâu nó không quan trọng thì không đặt thành vấn đề, mình không giải quyết trong lòng bệnh viện này, em hiểu đi không? Chứ một người mà nó nhiều triệu chứng em càng để ra càng nhiều thì sao, em lại càng phải giải quyết nhiều. Và nếu mà em không để suy thận mãn thì em có điểm, em để suy thận mãn thì em có điểm mà em coi chừng còn bị trừ điểm. Tại vì sao? Có gì đâu nãy giờ mà là suy thận. Ủa đúng không? Nãy giờ đọc có thấy gì đâu mà suy thận đâu. Có nghĩa là bản thân bệnh nhân có được chẩn đoán bệnh thận từ trước không? Không. Có ai nói gì bệnh nhân là bệnh thận không? Không có. Phù thì cũng chẳng có. Đúng không?
chỉ có đi tiểu nhiều lần thôi. Như chuyện như ban đêm thì cái trời biết là do gì, nãy giờ tôi có thấy cái chỗ nào là suy thận không? Không. Thì thế nên bệnh nhân này đến thời điểm này tôi chỉ thấy rõ là cái gì? Có một cái khó thở, có một cái run cơ, tăng huyết áp thì cộng trừ, cộng với đái tháo đường, bốn cái thôi. Tôi chỉ là bốn cái, ngoài ra không có gì hết. Hỏi những cái này liên hệ với nhau bằng cái gì? Tôi chưa biết. Tất cả những chuyện khác, ví dụ như là mở mắt, có thể nó liên quan hoặc không liên quan, có thể là do cường hoặc không cường. Có lẽ ai có cường em cũng nhét vô, hay là tại vì người này là đái tháo đường em cũng nhét cường vô. Vậy em nói đây là bệnh lý bóng mạc. Bóng mạc giả sử như có, làm sao như chứng minh bóng mạc do đái tháo đường? Không có gì hết. Không có gì để làm bằng chứng để em lôi hết mọi thứ vô để sau đó lại nói chứ không có tin cũng chung đó. Mà cái chính của bệnh nhân đến với mình là cái gì? Cái chính người ta có cái gì? Hiện tại mình chứng minh cái điều gì? Mình chỉ đi những điều đó. Rồi sau đó thì sao? Sau đó rồi giải quyết đây là những vấn đề chính của bệnh nhân thôi. Như vậy, chẩn đoán của cái khó thở bệnh nhân là gì? Là rối loạn thần kinh cơ. Trong khi đó lý do nhập viện bệnh nhân là khó thở. Sai. Như vậy là chẩn đoán sơ bộ không có điểm. Không có điểm. Tại rối loạn thần kinh cơ mà do suy thận mãn, trong khi đó ca này nãy giờ có nghe gì suy thận đâu. Thà lúc chỗ này em chẩn đoán là gì, khó thở em không biết là cái gì hết. Em nghĩ khó thở thì có thể do tim hoặc có thể là do phổi, em không biết. Tiền căn bệnh nhân có tiền căn thiếu máu cơ tim thì liệu em có nói là cái gì, liệu có phải là suy tim không? Chỉ là một cái suy tim trái, chứ bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có tăng huyết áp, tiền căn có tăng huyết áp vậy thôi, và có thể có kèm theo rung cơ. Rung cơ này là do cái gì em hoàn toàn không biết. Có thể là do thiếu vitamin nhóm B, không biết đâu. Rồi bây giờ chẩn đoán sơ bộ như vậy đến chẩn đoán phân biệt. Chẩn đoán phân biệt là thiếu máu cơ tim mà lại do suy thận mãn lại càng tệ hơn. Thiếu máu cơ tim do suy thận mãn, do đái tháo đường, tức là suy thận mãn này là do đái tháo đường. Hoặc là chẩn đoán phân biệt đi, suy thận mãn, thiếu máu cơ tim do đấy nó được. Rồi suy thận cấp, thiếu máu cơ tim do đấy, gạch hết. Toàn bộ phần chẩn đoán này là không hợp lý. Tại vì nó không chẩn đoán cái gì, cái lý do chính để bệnh nhân vào viện. Em hiểu ý không? Thì rồi tôi có nói cho em cái cách làm, có nghĩa là sao? Đi đến đâu em cũng phải nhớ bệnh nhân vô viện thì cái gì? Bệnh sử quan trọng nhất là cái gì? Và với hai cái đó, em phải đi tiếp tất cả những phần sau để giải quyết cho cái vấn đề khó chịu của bệnh nhân. Chứ không phải nói rằng là bây giờ một tuần rồi, khó thở hết rồi, không còn gì nữa ở đây. Hiểu không? Không có, tại lát nữa đến phần cận lâm sàng thì sao? Em lôi lại toàn bộ cận lâm sàng mất nhập viện. Ủa? Em đâu có lôi cận lâm sàng một tuần sau đâu. Nói cận lâm sàng mất nhập viện mà. Như vậy cách cần quan trọng nhất là cái gì? Là xử lý vấn đề mà bệnh nhân đưa ra đối với bệnh sử, hiểu không? Đó là lý do mà nếu mà em chọn một cái bệnh nào mà người đó chỉ có vài ngày thôi, trong chỉ có 3 ngày thôi nhập viện thì em sẽ không bị lẫn lộn. Em chọn một cái bệnh nó nằm quá lâu, một tuần lễ rồi, thứ nhất em không kiểm chứng được cái mà người ta đang có vì nó hết sạch rồi, đúng không? Nên em hoàn toàn không biết nó làm cái gì hết. Và cái thứ hai là gì? Đôi khi nó lại chồng thêm một cái khác do bệnh nhân nằm viện lâu ngày, do sử dụng thuốc, do các biến chứng của thuốc, thì em lại bị lấn lộn hai ba cái làm sao mà. Như vậy theo em, bây giờ bỏ cái bệnh án này đi, coi như bệnh án này nguyên phần biện luận, phần chẩn đoán, mọi thứ nãy giờ tôi không cho nhiêu điểm hết, một điểm là dịch là cùng. Vậy chúng ta làm tiếp. Như vậy bệnh nhân này khó thở, bây giờ tụi em có toàn bộ cận lâm sàng, khó thở thì em nghĩ đến cái gì? Cái này là cách để em tồn tại khi ra thi á. Đó là cách tôi chấm điểm, hợp lý không? Hợp lý, chỉ có đó là lý luận thôi. Nếu mà khó thở thì em nghĩ đến gì? Có thể do tim, có thể do phổi, đúng không? Hai cái đó là lớn nhất rồi. Cái thứ hai là đau, đau thì đau tay chân, chứ đâu có đau thắt lưng, chứ đâu có đau ngực gì đâu. Bệnh lý ở thành ngực, bệnh lý khác nó hoàn toàn có. Như vậy hai cái này em đề nghị cái gì? OCG, X-quang, coi có vấn đề gì không? Đó là hai cái đơn giản. Rồi em phải coi như là nếu mà là phổi gì mới được chứ, phổi là viêm phổi hay là nó là hen phế quản hay là COPD, nó là cái gì chứ, nó chung chung quá mình hoàn toàn không biết. Thì em phải làm cái gì tiếp?
em làm tối thiểu đơn giản là em làm công thức máu, con có bệnh cảnh nhiễm trùng, bệnh cảnh nhiễm không? Thì những xét nghiệm đó cho em có gì không? Ở đây em có xét nghiệm nào không? X quang thì có gì không em? X quang được thẳng không hết. Tức là như này, cái câu này là cái câu bậy bạ nhất. X quang là phải đọc là cái gì? Ống tim nó to không? Ống tim không to, ống đầu ống tim không to. Thế từ phổi như thế nào? Thế đó hả? X quang không có hiệu quả. Thì là em chép lại cái câu của ta hả? Vậy thì cái đó là cái em cần đọc á. Ra thi để có điểm á. Thì cái điểm mà của X quang là gì? Là điểm em muốn đi tìm cái gì ở X quang. Em hiểu không? Em mong mỏi điều gì? Em mong mỏi điều gì? Thì em lại nói vì bệnh nhân khó thở, em rất là mong. Cái đó là cái tụi tôi chấm cái điểm gọi là tiếp cận á. Em hiểu không? Có nghĩa là gì? Ra thi khi em trình bày xong thì tôi nghe để xem em dẫn dắt em cái đường mà em đi đến chẩn đoán cuối cùng em đi ra làm sao. Không bắt buộc em phải đúng với lại cái chẩn đoán khoa học. Em cứ đi theo cái đường của em. Mà em đi mà nó ra đúng cái đường cái hàng ngày lọc lộn các thầy cô mà đã dạy thì chắc chắn là em sẽ được điểm cao. Mà em đi bậy bạ lung tung như cái ngày nó không được gì hết. Hiểu không? Tức là nếu mà cái câu em đã đặt là bệnh nhân vô khó thở thì trong đầu em thứ nhất là tôi sợ kiềm căng có cái máu cơ tim, tôi sẽ phải làm ECG. Tôi tìm cái gì? Coi lần này có vào nhiều máu không? Hay là thiếu máu? Thiếu máu vùng nào? Thậm chí có nhiều máu mà cộng với suy tim tôi lại phải còn hỏi vùng nhiều máu này có phù hợp với vùng suy tim không? Hay là còn bệnh lý nào khác? Vậy chứ trời ơi, cái gì cũng có cộng trừ nhân chia, cái này em chỉ cộng thôi mà em không làm gì. Vậy ECG ca này có gì không? Thì em đọc cái gì? Em đọc thấy cái gì? Thì em có ghi ở đây không? Mục tiêu của CG là mình tìm coi là lý do giải thích cái khó thở lần này. Thì cái em sẽ tìm là cái gì? Thứ nhất, dấu hiệu của suy tim, dày thấp có không? Dấu hiệu của tình trạng thiếu máu cơ tim có không? Và dấu hiệu của nhồi máu cơ tim có không? Đúng không? Tại sao? Tại vì người đái tháo đường là một người nhồi máu cơ tim mà không đau ngực. Ủa đúng không? Mà người ta có thể khó thở thôi. Vô thì có khó thở thôi, lát sau lăn bừng ra. Thì thế nên ECG giúp chúng ta loại trừ được xem bệnh nhân có triệu chứng gì, gợi ý của suy tim, mặc dù lâm sàng bây giờ không còn nữa. Lâm sàng nó bây giờ tiếng là tổn rồi, nhưng mà 7 ngày rồi. 7 ngày rồi. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Là trên ECG, cái đó là cái khác biệt giữa một em là được điểm cao và một em là điểm không có điểm. Mặc dù trước mặt hai em đều là ECG bình thường. Em hiểu ý tôi á. Cái em mà điểm cao là em sẽ đọc như sau. Em sẽ nói trên ECG em thấy đây là điểm sai. Em không tìm thấy dấu hiệu dày thấp gì, em không tìm thấy. Thì đó là mặc dù nó cũng là bình thường, em hiểu ý không? Còn cái em mà gọi là điểm thấp á, đó là điểm chỉ qua thôi. Về xoay tuy là em bình thường, em hiểu ý không? Nó vẫn là bình thường. Em hiểu ý tại sao ban giám khảo người ta cho điểm không? Người ta cho điểm là em họ coi được xem em đang đi tìm cái gì mà em không thấy, mà em đã có tìm thì có nghĩa trong đầu em có nghĩ. Và vấn đề là tụi tôi ra thi là trong đầu em có bao nhiêu cái em đang suy nghĩ, có bao nhiêu bệnh em đang loại trừ. Vì thế nên những cái dữ kiện mà em nói bệnh nhân này em suy nghĩ như vậy mà em tìm không thấy, ok, vậy thôi em có thể bỏ qua được không? Mọi người sẽ hỏi một câu, vậy thì em không thấy T âm, em không có thấy test ST đạo, ST âm hoặc T đạo, em loại trừ nhồi máu cơ tim được chưa? Em loại trừ được chưa? Ai dám? Mặc dù em nói là nó bình thường, nhưng mà nó vẫn có thể gì? Vẫn có thể có vậy, nhồi máu cơ tim mà ST không trên, mật T không âm. Thì lúc đó mình làm cái gì? Em lại phải làm men tim. Em tìm có men tim không? Đúng không? Em hiểu ý không? Mà giả sử như hồ sơ có men tim mà em không có men tim á, em không đề nghị á, thì em lại bị điểm trừ thêm nữa. Tại vì bác sĩ điều trị là bác sĩ thường là không phải chuyên khoa, họ quên nhiều lắm rồi mà họ còn nhớ cái đó.
mà em lại còn quên nữa thì thôi em bị điểm trừ hồn. Nếu mà họ quên á mà em cũng quên luôn thì thôi, cũng có thể dung gì. Hoặc là bác sĩ ở khoa phòng thì họ ra ở thời điểm đó họ cũng nghĩ có thể là vậy. Nên cái xui nhất là trong hồ sơ nó có nhiều xét nghiệm mà em không biết, và cũng cái xui nhất là em ghi xét nghiệm mà em không biết tại sao, đúng không? Thì ở đây em thấy là gì, không có đem tiền, đúng không? Còn cái em nào muốn trình thì ra là em sẽ là người chứng minh là vậy đó. Rồi cũng một cái phim hậu bình thường, đúng không? Một cái phim hậu bình thường, cái em mà muốn 7-8 điểm mà gọi là học lực khá thì sẽ nói là gì? Trên phim này bệnh nhân có 5 ngày đột ngột mệt khó thở, trên phim em thấy cái xong phổi trong giới hạn bình thường, ống tim không to, kích thước tim là bao nhiêu, phế trường phổi không xung huyết, không có cái tràn khí mà trời ơi, 5 ngày nó bắt đầu biết rồi, khi tự phát rồi không thấy có tràn khí màng phổi và hoàn toàn không thấy có tràn dịch màng phổi, không có dấu gì. Em nói cái khâu á thì trong trường hợp đó cũng một cái phim bình thường, em sẽ được đánh giá là em là khá, em này được xếp vào cái nhóm 7-8 được, còn không thì em xếp vào nhóm 5 rồi, đúng không? Cái câu nào mà hỏi ra thì nghe cái câu trả lời biết liền em đang ở tầng thứ mấy. Nói là 10 câu thì hỏi câu nào cũng biết đang đứng ở tầng nào mà. Có gì nữa, như vậy đến cái khó thở đến bây giờ em tìm ra được cái gì chưa? Chưa thấy khó thở là tìm ra được cái gì hết. Em coi thử công thức máu bệnh nhân có vấn đề gì không? Cái máu có gì không? Hả? À, em thấy có thiếu máu đặc sắc đặc bào, gì nữa? Mức độ trung bình, lâm sàng bệnh nhân chỉ có dấu hiệu thiếu máu, ngoài ra không có biểu hiện lâm sàng thiếu máu. Rồi, mạch cầu. Mạch cầu cũng bình thường, không có gì hết. Tiểu cầu cũng bình thường luôn. Tức là nếu mà với một cái công thức máu này thì em trả lời sao? Công thức máu này em chỉ thấy có một cái thiếu máu trong đàn bào, và nếu em nào mà chỉ đứng đến đây á thì cũng chưa được xếp vào cái tầng 7-8 và không có dấu hiệu bằng chứng của những trường cấp, tức là nó phù hợp với lâm sàng, không có sốt, không có gì đó. Tại vì mạch cầu không tăng mà nơ tô phiêu cũng nằm trong cái hàng thường, đúng không? Vậy là em xong cái công thức máu. Vậy em làm gì tiếp? Tự dưng á trong hồ sơ nó có cái đông máu, đúng không? Nhưng mà em có nghĩ ca này có cần làm cái đông máu không? Không, cái này nó có cần làm cái đông máu làm gì? Trừ khi nào nó có chỉ định xét nghiệm, ví dụ làm sinh thiết hay có chỉ định gì hay đang bị chảy máu. Thế nên cái đông máu nó nằm đây mà ra thi mà em đặt lên á thì tôi sẽ hỏi liền, có phải là bác sĩ người chú đưa cho em cái hồ sơ không? Đúng không? Y như rằng lúc đó là đúng rồi. Tại em cũng thấy thì em thấy nhiều số quá thôi, cũng em chép cho nó đủ. Cũng lẽ bác sĩ điều trị người ta lại cho y thừa. Và thật sự đây là điều dưỡng cho y được, không phải điều dưỡng, tức là nó có một cái bộ xét nghiệm vô rồi người ta cứ đóng rồi, và yêu cầu qua đó là bộ xét nghiệm tối thiểu, điều dưỡng vô người ta đóng cái họ đó làm xét nghiệm đó, à, để sao để tiết kiệm thời gian như vậy trong để giải quyết trong cái trường hợp áp lực một năm. Và như vậy là em nãy giờ là em chưa có cái gì để giải quyết cái khó thở, như vậy thì em phải coi lại có thiệt là khó thở hay là bệnh nhân nhập viện vì lý do khác sau khi đã có kết quả xét nghiệm của bệnh viện đại học Y Dược. Hoàn toàn vô lý là vì bệnh nhân đến khám bệnh viện đại học Y Dược trả tiền đàng hoàng chắc chắn làm xét nghiệm mà không có cái gì hết trơn, tự nhiên nó vung vẩy đi qua bệnh viện trả lời. Thì chưa khi nào bệnh viện đại học Y Dược nói ở đây tôi cũng có chạy thận nhân tạo, thôi bác qua bệnh viện trả lời để chạy thận nhân tạo, ở đây nó là bác đã bị suy thận gì đó, bây giờ ở đây chủ yếu được chữa lại, vân vân. Em không đi đến nơi đến chỗ thì làm sao em biết tại sao bệnh nhân lại chạy qua bệnh viện Chợ Rẫy cả? Có nhiều người ngày hôm qua nghe bệnh nhân nói tôi lên khám tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chợ Rẫy nói chẩn đoán tôi là suy thận, suy thận mãn, tôi là suy thận nghe xong mình cũng đoán đó là suy thận mãn, nhưng nếu mà suy thận cấp thì có khả năng điều trị rồi. Sau đó vì bệnh nhân bởi vì bệnh viện Chợ Rẫy không có khả năng điều trị, tôi đi về nhà uống thuốc nào, đúng không?
Thế xong uống thuốc nam một thời gian, bây giờ tôi quay lại như thế này. Nghe gì vậy? Nghe rất kỳ không? Tại sao mình từ bỏ một nơi, phải không? Mà được, mà trước đây mình đi tìm, và sau này cũng tự mình là người đi tìm lại cái nơi mà mình đã từ bỏ. Em nghe có hợp lý không? Không, nghe không có gì hợp lý. Nghe xong rồi tôi nói một câu liền. Mà cái đó là gì, là cách đây có mấy tháng rồi. Cách đó thì tôi mới lại nói lại. Bệnh viện Chợ Rẫy nói là bệnh của bác không còn khả năng điều trị được, và yêu cầu bác nhập viện để mổ tay chuẩn bị chữa tật nhân tạo. Nhưng bác không đồng ý nhập viện chữa tật nhân tạo, nên bác đã đi về để uống thuốc bắc thuốc này cho đến khi mà tình trạng không bớt. Nhớ lại bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị nhập viện, nên bác mới quay lại, đúng không? Tôi còn đứng đằng sau gật liền, bác ngồi đây im lặng, và bắt đầu từ đó là nghe, hiểu không? Cái này logic hơn không? Cái này logic hơn nhá. Bà nói câu đó, bà nói câu trước thì bà nói là với một giọng rất là giận dỗi, bệnh viện từ chối tôi, hiểu không? Vì thế nên biện minh cho lý do tại sao tôi qua uống thuốc nam là như vậy, lỗi tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh tôi không làm như thế này mà không chữa, từ chối tôi để tôi đi về chữa, và bây giờ tôi quay lại tôi bắt đền bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều người người ta khó chịu lắm, và đó là lý do em biết ở nước ngoài ấy, cái điểm mà gọi là được gọi là phi quốc tài, nó chịu chơi chút xíu là em sẽ hiểu như thế nào. Ở nước ngoài thứ nhất là học khi mà tôi đi một cái nước nào tôi hay hỏi thì xem là học sinh khoa ở bên đó là sao, thì người ta nói là đó là the best, họ là the best của những sinh viên kinh mổ, the best tức là cái điểm score mà khi mà họ thi tú tài, ví dụ như là tú tài người ta nói điểm maximum là 100 đi, thì cái người này muốn mà vào y khoa phải là 97 trở lên thì rất là cao. Mà không chỉ cao, nếu mà đi học liền như các em thường không nhai nhặn, và đi sinh hoạt ngoài xã hội phải lấy thêm những cái điểm nào đó chứng tỏ rằng mình có cái social life, mình có khả năng hòa đồng với mọi người. Social life là cuộc sống ngoài xã hội ấy. Mình có khả năng thông nhập, mình có khả năng hiểu được mọi người, đặc biệt hiểu được nỗi đau của người ta. Và thực sự là mình có thích thiệt không? Hay là vô đây để kiếm tiền mà? Người ta nói là bác sĩ kiếm tiền nhiều. Bác sĩ kiếm tiền nhiều. Em phải biết là nếu mà thực tế mà em đang đứng ngoài thì em thấy bác sĩ muốn kiếm tiền nhiều nó cũng học kinh hoàng, nó học 12, 15 năm thì nó mới kiếm tiền. Ở đây mình ngắn. Và thực sự nếu mà mình cũng muốn mà làm bằng kiếm được bằng đúng cái tài năng ấy, thì em phải ra trường. Và ra trường nó không phải 1-2 năm, tốt nghiệp từ 10 năm trở lên mới được gọi là an tâm với cái khả năng học của mình. Và phải ít nhất là có 3 năm em học internship của thì cũng may ra em không có bị làm lòng. Còn rất là dễ sai, rất là dễ sai. Tại vì sao? Tại vì chúng là người nó khó. Họ đi một bác sĩ mà họ thấy những bác sĩ sau họ khai khác. Bản thân những người bệnh ấy, họ khó, tính tình họ khó. Cái giới của mỗi một tức là họ xuất thân từ cái giới nào, cái cách tiếp xúc của họ ra làm sao, thì mức độ che đậy triệu chứng của họ càng tinh vi hơn. Kinh khủng lắm đó. Có những bệnh nhân mà vô một cái là chỉ có áp đảo thôi. Tôi biết thế rồi đó. Đừng nói nữa. Khó lắm. Mà bây giờ lúc đó là em phải dùng cái skill của em để hiểu được đúng bệnh nó là như thế nào. Thực sự là có kiểm soát tốt. Và sau đó là không phải là em giải quyết người ta, có một bà bệnh em đến với chúng em rất là chặt. Bây giờ huyết áp bác cao, thì nhìn lại, huyết áp bác nhiều quá rồi. Huyết áp bác nhiều quá rồi, thì bây giờ là thêm huyết áp thôi, đúng không? Nhưng mà thay thì thêm huyết áp hỏi bác là, bác uống thuốc làm sao? Tôi cũng uống thuốc rồi đó, giờ nó như thế này, hỏi gần đây nó có chuyện gì khác không?
Thì nhìn cái mặt bà, cái mặt bà này sao nhức buồn buồn. Gần đây có chuyện gì không? Thì họ không nói gì, không có chuyện gì. Mình chưa đủ thân để họ nói. Hoặc cái thứ hai là vì có cái người nào đó mà kết bên họ không nói. Đâu biết gì đâu. Đôi khi họ sẵn sàng. Em phải biết bác sĩ là gì. Bác sĩ là cái người mà người bệnh nhân họ sẵn sàng nói những điều mà họ không chia sẻ với bất kỳ ai. Trời, cái đó kinh nghiệm không? Nó kinh khủng. Cái lá sợ ra, cái bà hạ nó cái này cái này. Không được không? Ở đó là lý do đương nhiên là mình tôn trọng và mình chỉ nói chung chung vậy thôi, nhưng mà đừng có bàn tán nhiều rồi không cần bàn tán. Nhưng mà hóa ra cuối cùng là cái gì? Khi mà ngồi nhé, mình hiểu bà phải một vài lần mình gặp bà, xong rồi bà mới nói cái chuyện. Tôi có 9 người con. Tôi có 9 người con. Ô vậy thì bác sướng. Vừa mới nói câu đó là hai mắt chợt khóc. Và nó đi khác rồi. Tôi ở với người con út, tôi ở với người con út, đúng không? Và bây giờ người con út cũng nói về nó đi học nước ngoài, không thể cản con được. Vậy thì bác ở với anh, tôi ở một mình. Ai cho bác uống thuốc? Tôi tự uống thuốc. Bác có nhớ hết những cái lần bác uống không? Khi nhớ thì không. Vậy thì có phải tăng liều thuốc uống không? Không. Và như vậy cái cần là kêu cầu con trai này. Đúng phải. Cái cần là con người theo dõi thuốc cho bạn. Và sau đó một thời gian nói chuyện với gia đình, cuối cùng thu xếp được một người đấy cũng chừng đó thuốc. Một người đó chỉ có ban đêm tới ở với bạn. Chỉ cần có một người ban đêm ở với bạn, 9 giờ tối mới ở, cho đến 6 giờ sáng ra đi. Nhưng mà chỉ cần vậy thôi, không cần tăng liều thuốc. Hiểu không? Không có gì đâu. Cái nghề này nó là vậy. Vì thế nên tại vì sao? Tại vì tôi chỉ còn bữa này với tuần sau nữa là hết rồi. Cái gì mà tôi em mấy em sai lầm là tôi nhắc mấy em. Nhắc mấy em để sao là đôi khi cả đời mấy em không bao giờ gặp tôi nữa. Tại vì học xong rồi hết rồi. Bye bye. Tôi đâu có muốn gặp lại các em ngoài trường mấy em thi lại thôi. 50% đi lại thì tôi đương nhiên rồi, vui vẻ. Mấy em này ráng học lên chứ còn nói gì nữa. Mà học á, là phải biết, tức là bây giờ em phải nhớ là nếu mà cái sức mình chưa đến. Tại cái nội khoa nó khó. Sức mình chưa đến, cái em nào mà đã vượt qua được cái kỳ thi sắp tới, phải nhớ một câu là gì? May mắn. Nhưng mà cái em nào mà không vượt qua thì đừng nghĩ là mình xui. Không có cái kém may mắn. Trên nền cái sự kém may mắn là một phần nào đó thôi. Nền tảng là chắc chắn mình học không có đàng hoàng rồi. Và em chỉ học đàng hoàng một năm thứ sáu không đủ. Tại em phải đàng hoàng từ lâu rồi. Em phải đàng hoàng từ lâu rồi nên này em mới xây nổi. Chứ em đàng hoàng có mấy còn này thôi. Khỏi. Thôi chúng ta quay lại này. Như vậy là cái vấn đề khó thở là có trời mà biết là có hay không. Nãy giờ mình không thấy. Thì còn có một cách là gì? Sau này mình làm thêm nữa. Ở thời điểm đó SPO2 bà này ra làm sao, khi máu động mạch bà này ra làm sao, bà có thể khó thở được hay không. Còn không có thì coi như cậu chôn xong nguyên một cái bệnh sử lẫn lẫn gì. Bây giờ nhận viện không có gì hết. Không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Mơ hồ mơ màng chẳng có gì hết. Rồi vấn đề thứ hai đáp được thì chúng ta dễ rồi. Sao? Đường huyết. Đường huyết thì cao, HbA1c 7.3. HbA1c bằng 9.3 là chấp nhận được. Chấp nhận được. Vậy thì tại sao đường có cao? Lúc mà bệnh nhân nhập ở thì cô bác của bệnh nhân đó là 2 ngày đầu tiên. 2 ngày đầu tiên là bệnh nhân không được insulin. Lúc nhập viện trở lại thì bệnh nhân cũng kêu là 2 ngày đầu tiên bệnh nhân cũng được insulin. Ngày 16, ngày 17 em hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân kêu là tại sao mà kiểm soát đường huyết tốt mà lại có cái đường cao. Thì bệnh nhân kêu là có 2 ngày đầu thì bệnh châu nốt thì bệnh nhân không được tiêm, và 2 ngày đầu ngày 16, 17 em hỏi bệnh nhân đã đến phút mặt. Chỉ có ngày trôi ở châu đốc là cái ngày thứ 3 mới được tiêm.
đường huyết cao là vì bệnh nhân không được tiêm insulin. Mấy hôm nay mấy ca ở trong khoa chết là vì hạ đường huyết và nhập viện vì nhiễm ceto. Người ta vào người ta nhiễm ceto người ta không có mất, nhưng mà người ta đi ra là vì đường huyết hạ. Như vậy người như thế này, một bệnh nhân này đường huyết tăng có thể do gì? Đái tháo đường cũng làm đường huyết tăng. Cái gì nữa làm cho đường huyết tăng? Tình trạng nhiễm trùng có thể làm đường huyết tăng, tăng cấp tính. Gì nữa? Khó thở, suy tim, tất cả những cái stress, các thuốc sử dụng mà không, ví dụ như đang tự nhiên bệnh nhân vô được sử dụng corticoid đi, đường huyết nó sẽ tăng lên, đúng không? Nhưng vào cơn cao huyết áp, đường huyết cũng tăng lên. Điều đó chứng tỏ là đường huyết có thể tăng. Vấn đề quan trọng thứ hai nữa là có cần điều trị hạ đường huyết hay không. Nó phải đến một mức nào đó và phải coi cái đường này thử lúc nào, chứ đâu phải lúc nào em thấy số 300 kìa đây cái phải hạ đường xuống, đúng không? Tại vì đường huyết nếu mà thử sao? Có đói không? Đường mà không thử lúc đói không có giá trị gì hết. Tại vì người bình thường nó cũng cao như thường. Và em sẽ ngạc nhiên, em sẽ nói là ủa sao đường mà này mấy ngày mà 200, 300 mà sao HbA1c 7.5? Thì HbA1c xà. HbA1c là phản ánh của 3 tháng trước bệnh nhân. Đồng ý. Như vậy là gần đây như thế nào? Điều đó chứng tỏ là hồi đó giờ đường huyết bệnh nhân vẫn ổn. Tại sao đường bây giờ bệnh nhân lại chắc? Có phải là có một cái stress gì không? Và nếu mà em thấy là ví dụ như là cái bà bệnh nhân, ví dụ như ở dưới kia là bà mè, tôi đang điều trị, tôi đang theo dõi bà mè dịch số 2, bà bị đái tháo đường, bà bị nhiễm trùng, mà bà bị viêm phổi nữa, nhiễm trùng huyết, đang theo dõi ở dưới đường mà cứ 200-300, em nhìn tôi không cho gì hết, không cho đường. Tại sao? Không cho insulin. Tại sao? Thì bà có những cái đợt nó vào suy tim, nó vào khó thở, đường nó lên là chắc. Và hỏi lại thì sao? Lúc khó thở người ta có ăn không? Không. Nếu khó thở là triệu chứng chính, là than phiền chính của bệnh nhân, làm cho người ta không ăn, thì cái đường nó lên nó có phải là do đái tháo đường không? Đường mà lên mà do đái tháo đường nó là liên quan đến chuyện ăn uống. Bây giờ một người không ăn gì hết thì em mong điều gì? Đường nó sẽ xuống, đúng không? Với điều kiện người ta không có stress gì hết. Nhưng mà người ta không ăn chỉ vì người ta khó thở, chỉ vì người ta suy tim, chỉ vì người ta đang nhiễm trùng nặng, thì cái trường hợp đó là đặc biệt. Không ăn gì cả nhưng đường vẫn lên, đó là do tăng toàn bộ các hormone ở trong cơ thể, tăng toàn bộ các hormone kháng viêm, những hormone để kích thích hoặc là cho cơ thể nó điều hòa trong quá trình nhiễm trùng. Và trong trường hợp đó thì sao? Em chỉ cần 5 đơn vị insulin giúp vô thôi, chuyện gì xảy ra? Nó dèo xuống bằng dầu liền ngay cái cách cho em. Hiểu ý không? Nên em lại hỏi một câu, không có tải, không có dùng hết. Không có dùng cả. Cái việc dùng hay không dùng, không có nhầm nhò gì hết. Mà điều đó chứng tỏ là bệnh nhân này vẫn có một tình trạng vô chờ đấy, không dùng. Vậy chờ đấy sai rồi, chờ đấy mày học lại thôi. Bác sĩ khoa thật mày học lại thôi. Không có. Hãy coi lại đường huyết thử lúc đói hay lúc no, lúc khẩn cấp hay không, lúc khó thở hay không khó thở, lúc nào. Và nếu mà bệnh nhân bình thường không chạy thận nhân tạo thì thậm chí là tôi còn để đường cho nó cao đi. Tại sao? Tại khi mà người ta chạy thận thì đường nó sẽ lọc qua màng lọc, bệnh nhân sẽ bị hạ đường huyết trong chạy thận nhân tạo. Và chính cái hạ đường huyết trong chạy thận nhân tạo nó sẽ làm cho bệnh nhân có triệu chứng gì? Bệnh nhân có thể vào kinh, ngưng tim, ngưng thở trong quá trình chạy thận nhân tạo vì hạ đường huyết. Rất là sợ. Đối với những người mà đã có biến chứng thận hay là có vấn đề gì bất ổn, tất cả những cái người đái tháo đường mà nếu mà người ta đang vào mình với một tình trạng bất ổn, em thấy mà 200-300 thì em cứ lo thử ceton có không, ngoại trừ nó có nhiễm ceton thì nhấp thí hỏi bệnh nhân có ăn uống gì không. Người ta nói không ăn gì hết, đường cao chết rồi, cái này là không được dùng insulin tích cực hoặc là hạ nó tích cực. Tại vì đây chỉ là tăng đường huyết phản ứng thôi, nó chỉ là tăng đường huyết phản ứng chứ không phải đường huyết
nền cái này nó rất là tốt, hiểu không? Nên em hiểu trong trường hợp đó bệnh nhân này mặc dù là đái tháo đường nhưng xét nghiệm tăng đường huyết này nó không phải là chỉ do đái tháo đường gây ra, mà tăng đường huyết này có thể là do những phản ứng trong giai đoạn cấp bệnh nhân như không cần được chữa gì hết. Nên ra thêm em nào mà chữa một cái rồi sao và chừng cho điều đó chứng tỏ là gì, là em này cũng rơi rồi cỡ 5 điểm thôi. Có em nào em không chữa thì có thể là em không có điểm thêm. Đó là em là bây giờ thích tại sao em không chữa thì cái câu giải thích mới hay, đúng không? Phải nghe được vì em đoán đây là tăng đường huyết phản ứng thì thế nên em phải xem lại tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ra sao rồi sau đó em mới chữa. À thì em nó bậy, còn không thì em nó bậy, nó đi một trời một vực, nó trên rồi nó rớt xuống cái bùng tùy theo cái câu giải thích đằng sau. Rồi nó em chữa rồi em chữa sao, cái câu sau đó mới là cái câu quyết định sống còn của em. À, em nói em chữa truyền insulin tích cực lắng này lắng kia rồi tiêu, nhưng mà tiêu thì lên đâu có sao, rồi xong học lại. Nhưng mà ở đây em thấy là gì, HbA1c bình thường trước kia là rất là bình thường, còn bệnh nhân dùng insulin liều cũng không cao, và bây giờ em lại mon men đi xuống, men gan thì bình thường rồi, vì thế nên không có lý do gì phải thử lại, đúng không? Bây giờ chúng ta coi như một cách xét nghiệm thường quy, đúng không? Mọi bệnh nhân vô thì em cũng thử gan, họng, đủ mọi thứ, thì em thấy buồn về tin này thì em nghĩ là dạ. Buồn về tin này dạ. Ai đọc? Nhanh. Rồi, xong nhà lá này đọc đi. Cô là creatinine tăng nên có tình trạng suy thận. Trong 2 ngày liên tiếp là cách 8 giờ thì từ 2,8 đến 3,1. Tình trạng tăng creatinine chưa có đủ lực suy thận cấp thì nó suy thận lại. Từ ngày 18 tới 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi em ơi. Tức là hai cái ngày sau á, là ví dụ như là 18 đến 12 nó cùng một ngày, nó chỉ cách nhau có 5 tiếng à. Thì thế cho nên nó thay đổi cũng không nhiều. Bây giờ em phải nhìn với em, bây giờ nó sẽ có hai em giống như em này nói dạ thưa cô là trời tin như thế này là tăng. Thì lúc đó người ta sẽ nói em là có cặp mắt thịt. Mắt thịt có nghĩa là em nhìn cái tăng là em nói nó tăng. Đúng không? Nhưng mà em cái này là em chỉ có 5 điểm thôi. Em phải nhìn nó tăng nhưng mà em nói nó không tăng. Thì em lại là lên một tầng nữa. Em hiểu tại sao không? Tại 2,8 và 3 thì nó chỉ khác biệt nhau có 0,2 thôi. 0,3. 0,2 thôi. Quên nữa, lắm em nữa, lấy cái này, bài thi á. Có nước rồi. Bài thi, mà tại của bệnh viện thì làm không có đúng giống như là bộ môn. Bộ môn thì không bao giờ gửi bài thi mà qua cái kẹt kẹt này đâu. Bộ môn mà gửi bài thi là cho vào một phong bì, niêm phong lại, ký nhất là, rồi truyền ai thì ai, đúng không? Cho đến cái người mà được quyền mở cái giáp lai đó là người chấm phía trước kèm theo vui lòng chấm hạn chót mấy bao giờ điểm số bao nhiêu, cái đó là một môn còn cái này bệnh viện thì không có gì đó. Làm không có đúng quy củ nên rất là khó. Thì thế là thực tế mà nói tôi chỉ muốn là làm theo đúng cái hệ đào tạo của trường, và tại vì những người ở trường, những thầy cô ở trường họ được dạy cách để đi dạy, đúng không? Và để làm mọi thứ. Chứ còn bác sĩ bệnh viện nó rất là gay, tại vì họ làm suốt ngày giải quyết sự vụ, không nói họ đi dạy theo cái kiểu academic rất là khó. Cũng nói họ làm những cái trớt thì giống như là một cái người quan toàn là đúng học hành rất là khó. Điểm số thì lúc nào cũng thoải mái, giống như là coi như là không có gì quan trọng. Nhưng mà đối với bác sĩ nhà trường thì sao? Cá đã điểm đâu là ra đó, còn bác sĩ là nộp thì là còn khó nữa. Em cứ thử đi, ít khi nào mà lầm đó, chẳng đoán lầm đó, thầy cô chẳng đoán lầm, tức là oan mạng với em bình thường học rất giỏi ra khi em rớt. Chỉ có em học lang tan đó, thì thôi thì ra khi xác suất em cộng trừ. Nhưng mà ở đây thì em sẽ thấy không? Cái ca này nó lạ lắm.
nhìn nè, buồn á thì càng ngày càng tăng nhanh hơn là cái tốc độ tăng của creatinine. Vì thế cho nên cái tỷ lệ của buồn nhân creatinine á, cái ngày 16 thì nó không có khác biệt nhiều, nó không có lớn hơn 20, nhưng mà đến qua ngày 18 thì nó lớn hơn 20, đúng không? Đúng. Đúng không? Ngày 18 em thấy nó lớn hơn 20 rồi, tỷ lệ buôn nhân đời tiên nhiên lớn hơn 20 rồi. Còn cái ngày kia thì em thấy nó tròn kèm, nó có làm kèm vậy thôi, nó không rõ. Nhưng mà đúng ra là em thấy ví dụ như là buôn á, mà tỷ lệ buôn trên trời tiên nhiên nó khoảng 10 không thôi thì em an toàn. Nhưng mà em thấy nó mất mé mà gần 20 là em phải tiếp tục ăn thử. Tại vì sao? Tại vì có khả năng ca này nó là sử dụng cấp trước họ. Tại sao lại phải nghĩ chuyện đó? Tại vì suy trong tất cả các loại suy thận thì suy thận cấp trước thận là cái dễ chữa nhất, là cái chữa mà có thể hồi phục nhanh nhất. Và nếu mà mình không để, không hồi phục nó sớm thì nó sẽ trở thành tại thận, thì cái lỗ của mình nó to lắm. Em hiểu không? Tức là cái cần chữa thì lại không chữa. Và còn cái mà còn đáng ngại nhất á, là em chỉ có 3 ngày hay là 2 ngày thôi mà em nói tự nhiên này không suy cấp, vậy là suy ra đó là suy được không? Cái đầu nguyên nó hơn trong 2 ngày em thấy nó tăng lên, hồi em thấy nó không tăng thì em nói nó không phải là vậy, nó lại kiệt. Đúng được. Tại sao? Tại em muốn nói suy thận mãn em phải có bằng chứng của về tiên nhiên 3 tháng rồi là an toàn nhất, hiểu không? Em phải có về tiên nhiên 3 tháng, cái đó là một. Còn gì nữa? Bây giờ lại thêm một cái tình huống nữa. Hồi đó tôi có nói em về cái cao mà tôi đi hội chẩn. Trời ơi, sao có những cái ông này giữ đồ không? Giữ nhiều quá, cái gì mà nhiều nữa mà không có hiệu quả. Một cái thôi, còn cái nào không được thì đưa cho người khác giữ, cho người ta nó nặng lên. Ví dụ như là một bệnh nhân ấy, thì lần này người ta nhập viện, đúng không? Người ta nhập viện, thầy tiên nhiên người ta là 35%, thầy tiên nhiên 35%, thử đi thử lại 2,8, 3, 2,9, 3, như vậy thì sao? Chắc chắn là con số này là con số không đủ, đúng không? Thử đi thử lại nó cũng ra con số này, vậy thì em kết luận ca này là siêu mãn không? Đúng không? Thì em sẽ kết luận ca này xin giống như bạn em. Và bây giờ có em kỹ hơn, không chắc ca này cũng phải xin. Hỏi là thì rất là quan trọng là một số bệnh viện á, họ lưu lại cái hồ sơ cũ và bác sĩ gặp phải những bác sĩ mà tò mò á, hoặc là nói cái khác là bác sĩ này họ thuộc bài, nói một câu là thuộc bài thì nghe nó hợp lý hơn, và họ biết và hiểu về cái thật thì họ đi tìm lại hồ sơ cũ. Hồ sơ cũ cách đây 1 năm, thầy tiên nhiên bệnh nhân 36%, 2,8, nằm viện trong thời gian nằm viện cứ chạy lên chạy xuống khoảng 36%, cách đây 1 năm. Vậy thì sao? Chẩn đoán là suy thận mãn đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa? Lần này nhập viện. Nhưng mà nếu mà gặp tôi á, thì tôi rất đâu được. Tại vì nguyên tắc của suy thận là nó chỉ có nặng lên thôi. Nó chỉ có nặng lên thôi. Ví dụ mà 30% là em biết nó đã nặng rồi, thì năm nay ví dụ nó lên đến 3,5 thì tôi chịu, hoặc nó lên 4 thì tôi chịu. Nhưng mà có lúc nó xuống 2,8 là tôi không chịu. Hiểu không? Và sau đó thì tôi mới hỏi lại, thì đúng là 2 lần bệnh nhân đều nhập viện trong bệnh cảnh của suy tim đấy. 2 lần được nhập viện trong bệnh cảnh của suy tim của khó thở ấy. Một lần thì là được can thiệp mạch vành suy tim, một lần thứ hai là không can thiệp mà vòi được. Và sau đó thì mình hỏi lại là sao? Như vậy 2 lần này nó có con số giống nào? Nhưng mà đều là 2 lần nhập viện hết, đúng không? Tôi mới hỏi lại là vậy thì có bao giờ mà xuất viện bệnh nhân được theo dõi tái khám, bệnh nhân tim mạch mà cái này mạch vành mà nó lẽ ra nó đây ca có theo dõi tái khám 1 tháng sau thì tiên nhiên 2,8, 1 tháng sau nữa thì lại thấy thì tiên nhiên cao, nói chuyện của bác sĩ thận theo dõi, và sau đó là bệnh nhân được theo dõi chủ yếu một bác sĩ thận, tại vì nghĩ là
không muốn đi hay nhiều nơi. Và thực sự là đi càng nhiều nơi thì mỗi người cho thuốc lại còn nhiều hơn nữa. Nên bệnh nhân nói rằng là thôi đi một bác sĩ. Và có hỏi ý kiến bác sĩ tim mạch nói là biết làm sao vẫn cho thuốc, vừa qua bác sĩ tim mạch thôi vẫn được. Thì bác sĩ thật này thì tôi không biết, nhưng mà tôi nhìn qua tôi biết đây là người làm việc tốt. Và nếu mà bác sĩ thật mà muốn theo dõi bệnh chắc chắn thì ta phải làm xét nghiệm kệ đi, thì họ mới biết là họ có giữ được cái thận hay không. Và đúng như là như vậy, ca này mình theo dõi kệ đi, tháng sau kệ đi hay phải bệnh, tháng sau nó sẽ đi hay phải bệnh, tháng sau nó kệ đi hay phải bệnh, tháng sau nó kệ đi hay xuống 1, tháng sau nó kệ đi hay xuống 1.8. Ủa? Tháng sau nó kệ đi hay 1.9. Tháng sau nó kể tiên niên 2. Vậy thì cuối cùng là người này là cái gì? Cái này cũng là cấp. Cái này cũng là một đợt cấp. Đúng không? Cái này cũng là một đợt cấp. Chứ vậy nền nó nằm đâu? Nền nó chỉ nằm ở cấp này. Nó xuống hơn được 1.9, 1.8, 2. Cái nằm nó nhiều nhất. Có nghĩa là chỉ có 4 cái tháng này mà bệnh nhân nằm trong cấp này. Và sau đó 1 tháng trước khi đây là bệnh nhân mệt, rõ ràng mệt hơn. Sau đó là trở đi đến tăng của bệnh nhân. Mức vô định là bệnh nhân trở đi 3.5, nhưng mà sau đó nó xuống lại được. Em hiểu không? Có nghĩa là có những cái đợt biết được học như vậy. Điều đó chứng tỏ như em này vừa mới kết luận 2 ngày bệnh nhân suy động mãn. Được không? Được không? Không phải không cấp là mãn quá đâu. Tại vì cấp là nó cũng có những đợt nó lên rất nhanh, nhưng mà sau đó nó nằm ngang. Và sau đó em muốn biết là nó có hồi phục hay không, em phải coi còn cái gì, có cái gì làm cho nó không hồi phục không? Và em có bằng chứng buông lớn hơn, chia cả tiếng lớn hơn 20 vậy. Cái này cũng có thể là suy thận cấp tiếp cận. Mà có suy thận cấp tiếp cận thì em phải nghĩ là vậy nó có khả năng hồi phục. Em không để cái hồn em vào cái chức năng thận, nên em không biết. Chứ giả sử em là một cái người được thông báo là suy thận, em sẽ ngột ngạt liền. Em sẽ hỏi liền một câu, đừng có nói em sung sướng. Giống như là có nhiều người ta chết lặng luôn. Người ta vừa hỏi một câu, tôi suy thận rồi này. Rồi, tôi nhìn những người kia chạy thận, tôi hỏi tôi, bao giờ tôi sẽ phải chạy thận? Có bao giờ tôi không phải chạy thận? Bao giờ tôi chết? Tôi bị một cái bệnh này, tôi chưa khỏi. Người ta hỏi những cái câu rất là thiết thực. Và trong trường hợp đó, và em biết là suy thận mãn, và em biết mãn, có nghĩa là không phải. Đúng không? Và có nguy cơ phải chạy thận. Đúng không? Đó là cái câu đi đường của xuống. Nhưng mà bây giờ cái ca này nó không phải mãn. Bây giờ giả sử như trong trường hợp em nói không, tôi có thể nói với nó, hay là tôi có thể nói với anh là cái bệnh thận này của anh hồi phục được. Em cứ thử nói cái câu đó với một người nào đi. Em thấy cái cặp mắt của họ nó đang buồn bực như đó. Ví dụ như em thấy con bé ở dưới là anh Hạ, em mà phải thấy anh Hạ cách đây 2 tháng thì em thấy kinh khủng. Nó nằm ở cái phòng bệnh nặng trong vòng gần 1 tháng. Rồi cũng không hiểu sao chẩn đoán là lupus thì mọi người tống ra cho tôi. Mà ra rồi thì em có thể tưởng tượng hai cái chân nó to gấp đôi, hai cái chân nó to kinh khủng. Người đó, một bụng là nước thôi. Cực kỳ to, nó nằm không được, nó ngồi. Phải chạy thận nhân tạo. Bây giờ em nhìn nó gọn gàng như vậy, em nhìn mà mẹ nó rất là tội nghiệp. Và lúc đó thì tôi nói rằng là nó chủ yếu suy thận là do suy tim. Để nên tích cực điều trị suy tim kèm theo chữa corticosteroid, tức là chữa bệnh thận, chữa viêm cơ tim, chữa đủ thứ cho nó. Và cuối cùng là sao? Từ từ em thấy là gần như 3 tuần nay nó không phải chạy thận, nó hồi phục được. Nó đi tiểu được. Mặc dù em thấy creatinine nó 2, tức là vẫn còn cao như lắm. Nhưng mà khả năng hồi phục là có. Và em biết là khả năng hồi phục người ta có cầu là về điều đó. Người ta cầu gì? Đương nhiên là nếu về bình thường thì tốt. Nhưng vì nó có những cái tổn thương mà nó không hồi phục, thì thế nên chỉ cầu là sao? Không chạy thận. Chỉ cầu là nó không phải chạy thận là đã tốt rồi. Tại vì chi phí của chạy thận nó là 10 triệu một tháng. Chi phí điều trị dù nhiều cấp mấy bình thường thôi, mà không phải suy thận nó sẽ là 1 triệu một tháng. Khác biệt không? Quá khác biệt. Đang từ một cái em tốn 10 triệu, em cứ phải chạy giờ chạy thận, mà mỗi lần chạy thận phải có người đưa cho đến một cái thì nha, nó có gì hết. Nên đôi khi một cái câu mình nói nghe thì nó vô tình thật, nhưng mà tại vì em không hiểu đến nơi đến chốn, nói cái câu nó nghe.
và bệnh nhân mà nghe suy thận mãn rồi họ sợ. Nhưng mà mình nói họ là không, cái thận này có khả năng hồi phục. Ủa tại sao biết là hồi phục? Tại vì tôi thấy tỷ lệ hồi phục về thiên niên lớn hơn 20. Có nghĩa là còn một cái hy vọng nào đó ở đây, đó là suy thận cấp trước thận. Mà nếu còn một hy vọng thì phải chữa suy thận cấp trước thận, phải tìm cho ra tại sao nó suy thận cấp trước thận. Tại sao suy thận cấp trước thận? Phải chăng căn này có suy tim? Phải chăng căn này có suy tim? Và chính vì cái suy tim này làm cho bệnh nhân khó thở. Cái suy tim này có thể là do bệnh lý mạch vành hoặc là bệnh cơ tim. Hoàn toàn không biết bệnh gì. Nhưng mà nó phải có cái gì ấy. Tại sao bà này không thể nói khai gian được? Bà này không thể nói nó không thể có. Đúng không? Tại vì bà có cái gì khó chịu của bà mới nói. Nhưng mà đôi khi có những người ta nói rõ ràng cho mình được triệu chứng. Có những người không nói rõ được. Chính vì thế đối với tôi trong trường hợp này thì tôi sẽ nói là gì? Bệnh nhân lâm sàng thì hoàn toàn không có phù gì hết. Đúng không? Khám không có phù gì hết. Không có phù gì hết. Nếu bệnh nhân mà phù hết toàn thân thì tôi lại giải thích là gì? Ở do thoát mạch này loạn như thế, thể tiết trong lòng mạch nó thoát. Đúng không? Thì trong trường hợp những cái ca hội chứng tận hơ thì nhiều khi em thấy tỷ lệ thông tin tự nhiên lớn hơn 20. Cái này cũng có. Nếu mà ca này hoàn toàn không có một cái gì, vậy thì nó là cái gì? Đôi khi em sẽ thấy là trong từ thực tế cho đến sắc vở khác nhau hoàn toàn. Và đó là lý do người ta đòi hỏi một cái là cái gì? Trực quan của em, để em cảm nhận nó là cái gì. Và cái trực quan này nó phải phát xuất từ cái gì? Từ cái lòng em nghĩ là em muốn hiểu cái người. Em rất là muốn biết nó là sao. Em rất là muốn biết là nếu mà mình chữa thì mình chữa như thế nào, cải thiện như thế nào. Đối với bất cứ một cái gì mà tôi có thể chữa được, tôi phải cố gắng chữa bệnh nhân, nhưng trên cơ sở không làm hại. Thì ví dụ trong trường hợp đó thì tôi sẽ thấy là cái hemoglobin bệnh nhân này thì thấp quá, đúng không? Hemoglobin là 8.5. Hồng cầu này, nếu mà trong trường hợp tôi chờ để cho nó lên, muốn hemoglobin lên đến 2, tức là nó đạt được tiêu chuẩn là 10, đúng không? 10.5 thì phải một tháng sau, với điều kiện là tôi chích erythropoietin đều đều, đúng không? Chích erythropoietin đều. Nhưng mà còn một cái nữa là nếu một bệnh nhân này mà tôi đang nghi ngờ là suy thận cấp trước thận, mà bệnh nhân lại khó thở nữa, đúng không? Suy thận cấp trước thận mà không có mất nước nha, không ói mửa, không đi chạy ha, không phù nhiều ha, chỉ có mỗi triệu chứng là khó thở thôi, buông cả tim nước hay không? Thì tôi nghĩ coi chừng nó có suy tim, mà tôi hiểu rằng là thiếu máu là yếu tố nguy cơ của suy tim, thiếu máu làm cho suy tim nặng lên, đúng không? Như vậy một trong những cái điều trị đối với bệnh nhân này mà tôi có thể can thiệp được, có thể can thiệp được là tôi phải tìm cách cải thiện tình trạng thiếu máu càng sớm càng tốt. Trong trường hợp đó tôi phải khám bệnh nhân thử xem bệnh nhân này có chống chỉ định gì của truyền máu không. Nếu bệnh nhân không chống chỉ định gì truyền máu, tôi mà gặp bệnh nhân này thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi phải hỏi thể tích huyết tiểu bệnh nhân ra là sao, khám kỹ có tình trạng suy tim, không có chứng chỉ định của quá tải tuần hoàn, tôi sẽ chuyển một tuần máu. Như vậy là chỉ cần trong 24 tiếng đồng hồ tôi cải thiện được cái hemoglobin thì tôi coi lại tình trạng gì suy thận của tôi có khác. Em hiểu ý tôi đó, làm tất cả những cái điều mình có thể làm được mà trong điều kiện mình nghĩ rằng là nó có thể là cái đó. Tại vì đôi khi em làm xét nghiệm phải đúng thời điểm, còn không đúng thời điểm không ra. Bây giờ tổng thống tiết nước tiểu ra này có gì không? Tổng thống tiết nước tiểu ra này có gì? Có một tí protein à, 109 mg trên đề xí lý, đúng không? Ngày 17 đến ngày 30, ngày 18 thì nó là 300. Nhưng mà ngày 18 thì nó có thêm tí máu, có trời mà biết nó tại sao. Thì nó có cái gì nữa? À, có đường, tự nhiên nó có đường. Là đường trong máu nó tăng lên làm tăng gì? Tăng lượng tiểu thành máu, và như vậy nó làm tăng mất thêm đạm, cái này hợp lý. Có nghĩa là bây giờ trong trường hợp này, cái ngày 18 này là cái ngày có thể mình phải xem lại, cân nhắc cái việc tốt phải cho insulin hay không. Hạ cái đường nó xuống thì sao? Đấy, mất đường trong nước tiểu hoặc protein nó sẽ lưu lại, đúng không? Tuy nhiên là mình sẽ làm cái protein của 24 giờ là nhiêu? 4.5. Của hôm trước là protein của 24 giờ là 1.6. Vậy thì là cái nào? Protein như thế nào đây?
sao em? Cái nào ước lượng? Em ước lượng từ cái gì? À, cái chỗ này thì em lại biết sao? Biết sao? Tôi không có bao giờ nói với em đề là đồ tiên 24 giờ ước lượng. Cái này là em tự sắp xếp. Mà lúc này em sẽ ghi P chia C. Em chỉ cần ghi vậy thôi. Em đã là tỷ lệ P chia C bằng bao nhiêu? Ví dụ tỷ lệ P chia trên C em là 4.5. Như vậy ở đây em bắt đầu nói như vậy. Cái này nó có thể nó tương đương với 4.5 ra đồ tiên 24 giờ. Và em biết là em sẽ ước đoán sai. Tại vì sao? Em ước đoán vào cái ngày mà đường nó tăng, cổ tiên nó tăng chứ không phải là cái ngày mà cái ngày trước đó. Mà trong khi nó đạt điều 24 giờ, cổ tiên điều 24 giờ người ta làm 1 lít 4 này, nó sẽ là 1,669 gram. Con số này nó sẽ chính xác hơn, chắc chắn. Bệnh nhân đâu không sàng đấu phục. Và như vậy cổ tiên này nó tăng lên chỉ vì đường huyết tăng. Đường tăng, huyết áp tăng, huyết áp tăng, đường tăng. Chắc chắn nó sẽ làm cho tăng mất protein. Tăng mất protein. Chắc chắn. Chứ còn điều đó chứng tỏ là gì? Nếu mà nó tăng như vậy ấy, thì nếu mà bệnh nhân đúng là tiểu đạm protein 24 giờ mà lúc nào nó cũng cao như vậy thì em sẽ thấy protein máu nó sẽ giảm, albumin máu nó sẽ giảm, lipid máu nó tăng mà em chẳng thấy gì hết. Điều đó chứng tỏ là những cái tăng này nó chỉ là thoáng qua. Vào cái ngày mà đường nó tăng nhiều thôi, hoàn toàn nó không có ý nghĩa. Là bệnh nhân là tiểu, protein mức hậu chứng tận hơn. Đâu có hậu chứng tận hơn đâu. Cái này là đúng 24 giờ nó chỉ có 1,69. Nên giữa hai con số Hà cũng không tính thì tôi tính ra. Nếu mà ra thi mà em nào nói được này điều cao đi. Đi gặp em lúc đó lại lúng túng. Thì thôi, số nào lớn đấy. Số em lấy lớn. Nhưng mà cuối cùng điểm em lại nhỏ. Nghiêm đồ thì sao? Nghiêm đồ yêu đồ thì em lại thấy là khi bệnh nhân lại rất là khó, đúng không? Là khi bệnh nhân lại rất là khó. Natri máu được gọi là giảm nếu dưới 135. Natri máu dưới 120 bệnh nhân có thể có triệu chứng rối loạn trì giác. Vấn đề đặt ra ở đây là không biết rối loạn rung cơ, giật cơ, rối loạn trì giác của bệnh nhân đó là có phải do hạ natri không? Hay là do gì nữa? Và nếu mà do hạ natri, lúc đó em phải hỏi cái gì làm cho natri hạ? Bệnh nhân lâm sàng không phù. Nếu tôi tin vào tất cả những gì em nói lâm sàng không có phù gì hết. Như vậy điều đó chứng tỏ là natri này mất. Mất này do tăng mất chứ không có giữ lại. Tại nếu bệnh nhân phù thì sao? Nó có giữ nước lại nó pha loãng. Này không có phù gì hết. Thì chắc chắn là cái này là coi trường là bệnh nhân bị hạ natri. Một là do giảm nhiệt, chế độ ăn giảm muối. Mà bệnh sử thì không nói gì về chế độ ăn giảm muối hết. Chỉ nói là không ăn bột đường thôi. Làm sao không biết? Đâu ra được. Còn lại là hạ natri này có thể là do tăng mất. Tăng mất qua thức tỉnh. Và trong trường hợp đó có thể đặt vấn đề là bệnh nhân này liệu bệnh nhân có một cái bệnh phẩm có thể là mất muối hay là tăng mất thức tỉnh chủ yếu là vì đường nó tăng. Hoàn toàn mình biết là cái gì. Nếu mà mình muốn biết thì mình phải làm natri cho thức tỉnh. Làm nghiêm đồ liệu. Giảm giả do gì? Giảm giả là do tăng lipid máu. Mà lipid máu không tăng em lại vớ vẩn nữa. Mà áp lực thẩm thấu liều em lại đo áp lực thẩm thấu liều, áp lực thẩm thấu máu em có đo đồng thời với cái ngày nó hạ không? Có đo ngày 19 một cái, đo ngày 18 chơi em đồ liều. Yêu đồ điều ngày 18. Vậy thì em kết luận yêu đồ điều ngày 18 mình thấy gì? Natri trong máu là 120. Natri trong nước tiểu là 20. Nó không có nhiều hơn 20. Nếu mà nó nhiều hơn 20 thì chắc chắn là do tăng mất ở đường tiểu. Như vậy đứng về mặt lập luận thôi, phải hỏi lại. Vậy thì nó, vậy thì ca này nó có gì? Tại sao nó hạ natri? Hồi chứng tiết ADH bất thường. Hay là ca này nó là do này chắc chắn không giả
không bao giờ giảm mà hạ thấp như vậy. 120 là mức nguy hiểm mà. Nên đến bây giờ tôi vẫn không biết cái phổi là nó có cái gì, cái khó thở là cái gì. Em chỉ một cái bệnh án nữa thì toàn bộ em chỉ lôi ra một đống nghi ngờ, cũng không giải quyết được. Và toàn bộ các điều trị cũng chỉ là phỏng định, có nghĩa là bệnh án này không đa. Giờ em lại đọc tiếp đi, cứ đọc tiếp là bây giờ lỡ rồi còn làm gì nữa. Hay thật đeo nhỏ, đúng không? Hay thật đeo nhỏ, phù hợp với suy thận mãn thận không teo. Thận này mà không teo, tám mươi mấy là teo rồi còn gì nữa. Người bình thường là 120, mà thận của đáy tháo đường là không teo nên chứ nó không to, có nghĩa là nó khoảng 100-120, chứ nó 80 mấy đó là bất thường. Nếu 80 mấy này là nó không phù hợp với bệnh thận cho đáy tháo đường, nó không phù hợp gì hết đó. Em làm một cái bệnh án này tôi nói thật đó, tôi còn sợ là đây là bệnh án ảo. Em có thật bệnh án ở dưới khoa không? Có thật là em đi hỏi không? Để em chép bệnh án lại thủ khoa thôi. Những này nó không giống đâu rồi đâu. Thở ban hai lá trung bình, lề đồng tâm thất trái, rối loạn chức năng tâm lương thất trái, chức năng tâm lương thất trái bình thường. Rồi biết. So đến mắt, mắt phải bệnh lý võng mạc tiểu đường giai đoạn tăng sinh đã điều trị tại bệnh viện mắt. Đâu ta biết kỹ như vậy? Mắt trái loạn dưỡng lãng mạc thì tại mắt không xử lý gì thêm. Bệnh lý võng mạc do đáy tháo đường tăng sinh đã điều trị tại bệnh viện mắt. Rồi, điều đó chứng tỏ là gì? Bệnh nhân này có bệnh lý võng mạc. Chỉ có đến đây em mới nói được thôi, chứ còn ngoài ra em không nói được gì. Cái này là còn nói được bệnh viện mắt, điều đó chứng tỏ trước khi mổ chắc chắn có chẩn đoán. Bệnh viện mắt cũng này nó không có chẩn đoán được. Làm không đến nơi đến chốn thôi. Và bây giờ đến đây ấy, thì em đã làm xét nghiệm gì để chẩn đoán cái rối loạn cương cơ của bệnh nhân chưa? Thì làm sao em kết luận được là rối loạn này là do thần kinh cơ? Ít nhất là em cũng phải đo điện cơ làm cái gì, khám cũng không biết em thì hỏi ta. Còn giờ đến đây mà chẩn đoán xác định, có cái gì là xác định không? Cái gì cũng có thể xác định trừ cái rối loạn thần kinh cơ mà chưa xác định. Ủa? Em mơ. Nãy giờ có xét nghiệm gì về cơ không? Không. Nãy giờ chỉ có xét nghiệm đường nè. Khó thở cũng chưa đủ nè. Nhưng mà tim thì đúng là nó có cái gì đó, chứ không thể nào nói là không có nè. Cái gì nữa? Hai cái thận này teo nhỏ. Với hai cái thận này tôi nghĩ là bệnh nhân này có một cái thận khác nữa. Chứ chắc là phải do đáy tháo đường. Hoặc là phải khảo sát nó kèm theo hẹp của bệnh thận không? Hay cái gì nó làm cho hai cái thận teo? Hoàn toàn mình không biết. Toàn bộ tôi không biết. Gom lại có phải là biến chứng của đáy tháo đường hay không? Tại sao? Còn cái suy thận này tôi không chắc đây là suy thận mãn. Suy thận này em thấy hai cái thận nhỏ, em nghĩ là suy thận mãn, nhưng mà tiêu chuẩn đúng không có. Em nào nói hai thận teo cộng với creatinine này, mức này thì em gọi là suy thận mãn. Tôi nói không biết. Có thể bệnh nhân có bệnh thận mãn, nhưng chưa chắc bệnh nhân có suy thận mãn. Và tôi không thể nào nói là creatinine 3 là mức độ suy của bệnh nhân này. Tôi đòi hỏi về tuy nhiên cách đây 3 tháng. Nếu cách đây 3 tháng bệnh nhân vẫn là 3, bây giờ vẫn là 3, thì tôi lấy cái đó, tôi tính có rốt gôn, tôi ra độ lọc bệnh thật bao nhiêu, tôi nói đó là mức độ đúng rồi. Còn nếu không, không nói được gì. Mà nếu xong cái này rồi mà em chẩn đoán xác định được là suy thận mãn, em chẩn đoán xác định được bệnh thận mãn, giờ đây em nói suy thận mãn thì phải nói giai đoạn. Không có giai đoạn thì không có điều trị được. Nên biết làm gì mà điều trị? Biết ở giai đoạn nào điều trị, tại mỗi một giai đoạn nó có chiến lược riêng. Mà em không có giai đoạn mà em điều trị được, thế như này, thế như này. Thôi hết rồi, điều trị ở dưới rồi bạn. Em sẽ tùy theo mỗi cái, nãy giờ đi đến đâu tôi đã nói về điều trị đến đó. Đấy là đường em phải theo dõi sát. Rồi sau đây kiểm soát, em phải dò rỗng liều insulin từ liều 1 và bệnh nhân đang suy thận. Hỏi suy thận này cấp hay không? Tôi không biết. Mãn hay không? Tôi không biết. Tôi phải làm thêm nhiều lần. Tôi đoán là ca này có bệnh thận mãn. Mức độ
suy thận của cái bệnh thận mãn này bao nhiêu tuổi tôi chắc chắn nó thấp hơn số 3, nó ít hơn số 3, tại vì lần này bệnh nhân vô khó thở mà. Tôi sẽ điều trị bệnh nhân và sau đó tôi thử đi thử lại, và lần sau thể đi nó có thể đi xuống, và khi thể tim đi xuống rồi thì sao, lúc đó tôi mới nói được bệnh thận mãn thì ra được mấy. Tôi chẩn đoán căn này suy thận cấp trên nền bệnh thận mãn, chắc chắn là suy thận cấp trên nền bệnh thận mãn, tôi không phải vào chẩn đoán cá được. Cái thứ hai là gì, làm sao tôi biết chắc chắn? Bây giờ ở đây em sẽ thấy là gì, eGFR của bệnh nhân này là 17, đúng không? 17 có nghĩa là em biết là giai đoạn 4, bệnh thận mãn giai đoạn 4. Thì em có thể đoán là cái gì, ở giai đoạn mà bệnh nhân có thiếu máu thì bắt buộc phải từ giai đoạn 3 trở lên, đúng không? Từ giai đoạn 3 trở lên là thiếu máu. Nên em đoán là ca này, đến những chỗ này em có thể nói là theo dõi, đây là bệnh thận mãn suy thận cấp trên nền, suy thận cấp trước thận nha, suy thận cấp trước thận, mà nghi là do tình trạng suy tim hay là bệnh cơ tim gì đó trên một bệnh nhân có bệnh thận mãn, mà em sẽ ghi là nó có thể ở giai đoạn 3 hoặc 4, hoặc là em sẽ ghi là 3D hoặc 4 ha. Tức là độ lọc cổ thận của nó có thể là dưới 45 độ chứ không thể nào nó phải trên 45 độ ha. Dưới từ 45 cho đến gì, từ 45 từ 45 cho đến 30 là trên 15, đúng không? Nó không phải là giai đoạn 5, tại bây giờ nó nặng mà nó là giai đoạn 4, vậy thì nó nhẹ hơn nữa, nó có thể là giai đoạn 3, có thể là 3B ha. Rồi vì bệnh nhân có cái tổn thương võng mạc thì thế cho nên có tổn thương võng mạc thì có động vật đái tháo đường, cái tiểu protein bệnh nhân này có thể do động vật đái tháo đường, nhưng cái tỷ của tim 11 gram thôi, và vì bệnh nhân không phủ, không giảm albumin máu, không có tăng lipid máu, cái tỷ protein mà 4 gram tính á, sai, thấy không? Nó nhìn bây giờ nó thắc mắc, nó không chịu, em không chịu, tại em không có đồng ý với cái số đó thôi, chứ còn nó là vậy, em không biết đó là tăng protein cấp tính, phân biệt cái tăng protein máu tính, giống như là tăng đường huyết cấp tính. Phân biệt cái tăng đường huyết mãn tính, mình không xử lý insulin ở những trường hợp tăng cấp đột ngột quá, thì trong trường hợp đó mình sẽ xử lý cái gốc để làm tăng phản ứng đường. Ví dụ bệnh nhân đang suy tim thì phải chiếu suy tim, cho bệnh nhân ăn uống họ là bệnh nhân ăn phòng ngừa biến chứng hạ đường huyết, không có không bỏ. Ở đây cho 20 đơn vị sáng, 20 đơn vị chiều vân vân, sai hết, không có ai cho kiểu vậy. Cho kiểu vậy tại vì sao? Insulin có thời gian đóng bị kéo dài hơn bình thường ở người suy thận. Mức độ suy thận mình đang không biết nó diễn tiến ra sao, cho insulin vào làm sao lấy ra, thì lúc đó em sẽ nói là đâu có sao, bệnh nhân hạ đường thì truyền đường, nhưng nếu người ta suy tim truyền đường vào bệnh nhân sẽ vào đường, tự em tạo ra một cái bệnh, mà cái bệnh đó là sao có thể làm cho bệnh nhân tử vong. Là sai có gì đâu, em phải học lại. Cái em làm bệnh án thì em quá là kiêu ngạo, em không có được, phải khiêm tốn hơn để học. Và cái thứ hai là gì, trung thực hơn với tất cả những cái gì của mình nói, chứ em không có được tạo ra một cái đề án này không giải quyết được. Tôi nghĩ là đề án này nếu mà một em khác làm, tôi đảm bảo với em em bốn là nó sẽ tốt hơn em, có nhiều giờ hơn em, và nó không có bị cái áp lực gọi là thi cử đậu rớt đến như các em, nó sẽ tin chắc chắn là nó sẽ tốt. Đề án nào cũng vậy, sau đại học nhiều giờ hơn các em, cái khá là tan. Tại sao? Tại sau một thời gian phiêu bạt giang hồ, quay lại gò khó ơi là khó, ngồi sửa hoa, mà không hiểu tại sao lại mình sửa, tại sao lại bị la, cứ nghe cô la hoài tức quá, tại sao không hiểu, không được. Tại vì các em đó là gì, xử lý cái mà mấy em học, là không phải là mấy em học là để điều trị, tức là ví dụ như trình bệnh em nói là cao huyết áp thì em hạ huyết áp, thiếu nước cho nước, của nó cũng phải học nội khoa, đó cũng phải học. Em nghĩ là thiếu nước thì em phải hỏi là tại sao thiếu nước, để em chữa nguyên nhân, em cắt bỏ nguyên nhân thiếu nước, em lấy thiếu nước em phải tính là thiếu bao nhiêu nước để em bù đúng vào trình đó nữa. Thì nếu em bù dư một bệnh nhân 60 tuổi dưng nó sẽ vào đây là vậy thôi. Vì thế cho nên nếu một vấn đề nào mà mình không nói rõ là nó như thế nào,
chị gạch đầu dòng đấy không được, gạch đầu dòng cao huyết áp, gạch đầu dòng thì sao thì chữa không được, chữa chỉ chung chung. Nhưng mà em càng nói rõ, càng nói rõ bao nhiêu, và cái chữ mà càng rõ bao nhiêu thì cho thấy rõ là gì, em hiểu vấn đề. Cho nên em hiểu vấn đề thì em chữa sẽ rất là dễ. Em biết là mất mức độ mấy thì chữa làm sao, cao huyết áp độ nào mình chữa làm sao, cũng một số 180 hay 120 có ca thì cấp cứu, các chẳng phải cấp cứu gì hết. Và có những bệnh nhân là tôi thấy là huyết áp lên một cái, bác sĩ nội trú em đi, tôi thấy là em thấy là không có cho, không có cho. Tại vì sao? Tại vì cái đó là đơn giản nhất. Thưa cô huyết áp lên, tăng thêm một liều thuốc. Thưa cô huyết áp hạ, đưa qua thuốc điện. Em hiểu ý không? Mà không hiểu, vậy tại sao bệnh nhân này lại tăng thêm thuốc? Tại sao bệnh nhân này lại phải, hôm nay lại huyết áp tăng lên? Nếu em nhìn đi nghe ngay, tại vì thực sự là mấy em phải nắm bệnh. Thì khi mà bác sĩ nội trú trình, tại bây giờ tôi gần mười mấy bệnh rồi. Mình nhiều bệnh quá. Mà nếu mà đã nhiều bệnh rồi thì tôi không có giờ để tôi dạy dạng dạy đâu. Em sẽ thấy nếu mà tôi mà dạng dạy có nghĩa là tôi còn có mấy bệnh, mấy bệnh. Còn bệnh mà nó vô ào ạt, là chịu cái xử lý để không sai. Ưu tiên là bệnh nhân mà. Và như vậy thì sao? Bác sĩ nội trú nói tôi, hôm nọ huyết áp cao không? Ừ, bao nhiêu? 180 với 120, mình cho thuốc huyết áp. Hôm qua huyết áp xuống từ xuống, rồi. Nhưng mà hôm nay nó lại lên lại. Thế thì kể, ông có ăn gì không? Đúng không? Tôi hỏi cái gì nó thay đổi vậy? Thuốc có thì ngày nào cũng uống, đúng không? Mà tại sao huyết áp cũng chạy lên bụng xương? Thì bác sĩ nội trú, ông vẫn ăn như bình thường. Ông có khỏe không? Không khỏe. Ông có gì khác không? Ông hơi than mệt, khó thở. Ủa đúng không? Thì nhiều khi em nghe một cái câu bâng quơ bệnh nhân, sao hôm nay tôi thấy mệt, đúng không? Nhưng mà lại đóng huyết áp lên. Thì điều đó chứng tỏ là gì? Huyết áp lên là do mệt, đúng không? Và đặc biệt là người nhà, người già, những điều đó càng nhạy hơn nữa. Có nghĩa là người ta chỉ cần thêm một cái bộ nhiễm vi khuẩn bệnh viện là huyết áp người ta lên. Rồi mình cho thêm kháng sinh vô. Đó. Thì theo nguyên tắc mình chỉ cho kháng sinh là đủ. Đằng này cho kháng sinh, cho hạ huyết áp, cho hạ đường huyết, cho đủ thứ sao làm sao. Ủa hôm nay ông là sao vậy? Sao vậy? Huyết áp tụt. Đường tụt. Cái gì cũng tụt. Ủa giờ nó ra rồi cái gì? Là do chúng ta đi ra. Thay vì chúng ta chữa một cái thôi. Mà đó là lý do người ta nói là gì? Hiệu ứng domino. Họ nhìn cái nào là nhân, cái nào là quả. Nhìn cái nào là hiện tượng, cái nào là bản chất. Em hiểu không? Cái nào là hiện tượng, cái nào là bản chất. Huyết áp có thể tăng vì khó thở. Trong trường hợp đó không hẳn huyết áp đâu. Mà sẽ làm gì? Mình chỉ khó thở. Khó thở ổn, huyết áp hạ xuống. Em hiểu không? Em bây giờ vừa điều trị khó thở, vừa hạ huyết áp, vừa hạ đường huyết. Mọi thứ là đi, chắc chắn là bệnh nhân đi được. Không phải là tất cả mọi thứ đều được. Vì thế cho nên chiến lược điều trị cực kỳ quan trọng. Ra thì nếu em nào lại nói được chiến lược điều trị lại còn khác nữa. Có những em nói là bệnh nhân này vô khó thở, em ưu tiên điều trị cái bệnh này chưa? Sau khi điều trị cái bệnh lý này rồi, ổn định được tình trạng khó thở, ổn định được tình trạng suy tim, theo dõi tích cực và coi có chế độ ăn bệnh nhân ra làm sao. Em kiểm soát đường chế độ ăn thôi ở trong cái giai đoạn đầu, đúng không? Tránh bệnh nhân ăn những cái gì mà làm cho tăng đường huyết con lại. À, kiểm soát, tại bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện em kiểm soát được, đúng không? Và sau khi em kiểm soát được cái khó thở của bệnh nhân cần bao lâu? Cần bao lâu? 24, 48 tiếng đồng hồ là điều trị suy tim ổn định được rồi. Là biết rồi. Sau 48 tiếng đồng hồ suy tim đã ổn định rồi, lúc đó em làm. Vì thế nên tất cả những câu hỏi tôi hỏi về điều trị lúc nào tôi cũng sẽ hỏi một câu. Em cho tôi biết xử trí 24 tiếng đồng hồ đó. Tôi đánh giá một chút chủ yếu là dựa vào xử trí cấp cứu. Xử trí cấp cứu, đánh giá ban đầu, chẩn đoán ban đầu, em nghĩ cái gì? Em nói cho tôi nghe. Em để ý đi buồn, tôi hay hỏi. Em nghĩ cái gì? Em làm cái gì? Có người suốt ngày chỉ có thuốc thôi. Bác sĩ suốt ngày chỉ đặt thuốc thôi. Lên, cái gì lên thì lọc xuống, cái gì lên thì lọc xuống. Cái đó là cái kiểu mà gọi là chụp mũi. Điều trị kiểu chụp mũi. Đó. Có cái gì thò ra một cái là cắt. Nhìn qua thì có vẻ là tốt. Nhưng mà sao? Lại đó là cái kiểu điều trị của bác sĩ. Là bác sĩ làm việc nhưng mà
chủ yếu dựa vào điều trị những cái triệu chứng gì nó lộ ra, chứ em không có làm cái triệu chứng domino. Domino có nghĩa là em phải biết đâu là nhân, đâu là quả, những cái nào là quan trọng nhất, dự đoán cái này là quan trọng nhất, chữa một cái thôi, theo dõi một cái khác, tại vì bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện có khả năng theo dõi được. Và khi xưa khi mà thực sự là bây giờ là mình chú không có chỗ cũng rất là tội nghiệp cho các em, là mấy em không có chỗ. Và bản thân các em bây giờ thì rơi vào cái tầng lớp nó gọi là quý phái quá rồi, quý tộc rồi, các em không có lăn lộn. Cái hồi xưa chỗ tụi tôi chỗ lăn lê bò lết trong bệnh viện, chỗ nào có một cái chỗ nào ngủ được cũng đưa vô nè, ngủ xong rồi quan trọng là gì, mình học được cái gì, mình theo dõi mình nhân bệnh viện có những cái thú. Nhưng mà cái thú đó chỉ có những cái người á mà em lăn lộn ở trong bệnh viện thì em mới thấy được thôi. Có giờ em nghĩ em là người đi chụp UV chi cho cực, em là người đi chụp niệu quản, bàng quang niệu quản ngược dòng chi cho cực, chụp chi. Nhưng mà đôi khi lại cảm giác giá là mình được chụp một lần, giá là mình là cái người bơm thuốc vào trong một đáy để chụp một lần để cho mình hiểu nó như thế nào, bệnh nhân có những phản ứng như thế nào. Thì có những người lại thích như vậy, em hiểu không? Thường thường đó là tôi thấy là nếu mà một chú mà gọi là thích như vậy á, có nghĩa là thích practice, tại bản thân bác sĩ một chú là practice. Em không practice mà sao em giỏi được, em không thấy được cái kinh nghiệm, em không thuộc được cái bài khó lắm. Học y khoa rất là cực, học y khoa rất là cực, tại vì em phải nhớ một cái khối lượng kiến thức rất là khổng lồ, mà nhớ mà không được sai khổ, nhớ mà lại không được sai, lý luận là phải đúng, lý luận sai là tức là chết người. Thì khó, phải có thời gian, phải có biết cách, một cách hệ thống. Và khi mà không thuộc bài ấy, phải nói là không thuộc bài, trung thực để mai đi sẵn sàng học lại. Có gì rớt thì sẵn sàng học lại. Nãy giờ tôi nói mấy lần rồi nha, tức là sau này nếu mà có gì rớt thì đừng có nào, em học chưa kỹ, đừng có nói là bộ môn đánh rớt em đánh oan đi, tại vì em biết từ sau không? Mỗi năm nó có một cái kỳ thi lại, cái gọi là kỳ thi thi lại, em thi lại bao gồm những cái người thi lại của các kỳ thi lại. Thì cái đó nó kinh khủng lắm, kinh khủng nó không phải đối với lại học viên, kinh khủng nhất là đối với giảng viên. Lần nào ai cũng nhìn nhau, lần thứ nhất mình đánh rớt đúng rồi, vì ta kinh khủng. Thì có thể là tại là vì cái gì? Là bây giờ mấy em đang có không khí ngồi học chung này, thì em học được. Cho đến lúc có một mình em lang thang, em nhìn đâu em cũng sợ. Em nói thôi đi đâu cũng sợ, thôi ở nhà học bài cho rồi. Không nghe từ bệnh án, so với cái bệnh án em viết lúc mà em thi lại, tệ, kinh khủng, tệ hơn. Tại vì bây giờ nó đã tệ rồi. Thì nó chỉ có tệ hơn thôi, chứ nó không có thể nào khác lên. Mấy em không đi học lại. Và nếu em không đi học lại, em không đi ngồi nghe lại cái cách trình, thì em không có động lực gì hết. Em không nhớ là tại nội nó khó. Tôi không có nói là nội dễ, nhưng mà tôi nói nội nó khó. Và chính vì thế cho nên, nếu mà mình mà có qua được thì không có kiêu ngạo, nó hụt dở quá. Nếu mà mình có đi lại, không phải nó kiêu dở quá. Mình chưa học kỹ được cái phần đó, học lại. Cái án này thì chắc chắn rồi. Dạ thưa cô, dạ thưa cô, dạ thưa cô. Dạ cô, hôm ngày mai cô có thời gian. Đó, mai em có rồi. Thôi để cho cô khác, mày cô khác đi, cứ giữ đi. Xin chờ rồi chứ thật thư. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.